Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý bà con Phật tử ở quê Châu Đốc, nhân kỳ giỗ tổ Hòa Thượng Khai Sơn của chùa Long Khánh, thầy mới có cơ hội được gặp và chia sẻ với lại quý vị một vài ý niệm về Phật pháp trong đời tu tập của người tại gia. Lời đầu tiên, thầy xin chân thành kính đến tất cả quý bà con Phật tử cầu chúc an lành và hạnh phúc trong chánh pháp. Xin thưa với lại quý vị, nghiệp của dân quê miền sông nước ở nơi này, đó là đúng rồi, nghiệp sát, phải không quý vị? Giờ thầy xin hỏi nè, ai đã từng tạo nghiệp sát, tức là đích thân mình tạo nghiệp sát, hoặc giả là xúi người khác tạo nghiệp sát, hoặc là thấy người ta tạo nghiệp sát mình vui theo? Giơ tay lên thầy coi. Thầy cũng có, còn một số mấy người này là không có, phải không? Giơ lên đàng hoàng trước Tam Bảo, không có gian dối. Giơ cao lên nữa, trong đó có thầy. Chín mươi phần trăm đó quý vị thấy không, giơ tay trước Tam Bảo mình đâu dám nói dối. Thầy có một lần thầy hỏi mấy vị Phật tử ở miền Tây lên thăm thầy, thầy có mấy Phật tử đi không có nổi, quý vị biết không, đi tới chùa thầy đó rồi xong mỏi chân mỏi cẳng nhất quá, đi lên cái thềm đi không nổi. Thầy nói đó, nhai càng ba khía cho hung đi đó, ngắt móc hầu cá linh cho dữ đi, ngắt đầu tép cho nhiều vô đi, rồi bây giờ rồi đi không nổi, nhất chỗ này nhất chỗ kia. Cái bác đó bắt nói sao thầy biết hay quý vị. Thầy nói bà ở xứ tôi mà sao tôi không biết. Thì cái bác Phật tử đó bác nói gì chứ, bây giờ không làm cá lấy cái gì ăn. Thầy nói bộ không có cá rồi cái ta chết hay sao, người ta ăn thứ khác cũng được, phải không quý vị? Nhưng mà ở cái xứ này trời phú cho nó nhiều cá, cho nên đa phần người dân đều chọn cá để làm thức ăn. Bên cạnh đó còn có những cái thức ăn thứ khác nữa. Nó mà thầy được nghe kể lại là bây giờ đó, người ta khám phá ra người ta ăn đủ thứ con hết, con gì cũng ăn trừ con bồ lon ra, tức là ăn không được, cào cào cháu cháu cũng ăn đó. Thậm chí mà tới con gì đó, con bọ gì đó người ta cũng bắt người ta ăn, con bụt kẹp người ta cũng ăn, con rít người ta cũng ăn. Trời, thầy nghe thầy hãi hùng quá. Nghiệp sát là một trong những nguyên nhân dẫn tới chiến tranh, dẫn tới đau khổ của cảnh bệnh tật, dẫn tới kết quả của chết yểu, và để lại biết bao nhiêu là hậu quả không thể bù đắp được. Cho nên hôm nay thầy xin phép được trình bày với lại tất cả quý vị một chủ đề. Chỉ mong mỏi một điều duy nhất, đó là làm sao hiện tại và tương lai tất cả quý vị
cùng với là thầy luôn có những suy nghĩ để hạn chế nghiệp sát sanh. Chứ bây giờ mà biểu quý vị bỏ luôn hay là nói với lại quý vị mà cắt đứt không làm nữa thì nó rất là khó, tại vì quý vị có hoàn cảnh sống của quý vị. Xin phép được trình bày với lại quý vị những ý niệm bằng cả tấm lòng của một người quê lớn lên cùng với lại sông nước ngọt ngào tình quê châu đốc này của quý vị. Đó là chủ đề giải trừ nghiệp sát. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, xã hội ngày nay quý vị có bao giờ suy nghĩ rằng dường như con người ta ác hơn ngày xưa nhiều, con người ta bây giờ nó gian dối hơn ngày xưa nhiều, con người ta bây giờ nó hung dữ hơn ngày xưa nhiều, con người ta bây giờ nó nhiều chuyện hơn ngày xưa nhiều, con người ta bây giờ nó điệu đà hơn ngày xưa nhiều, phải không quý vị? Nói tới điệu đà cái ít ai dám nói phải lắm. Quý vị mở ra một cái tờ báo đi, khách quan quý vị đọc, quý vị xem thử trong đó bao nhiêu tin tức phản ánh về cuộc sống con người nói về cái thiện ít hơn là cái ác, phải không quý vị? Nó phản ánh về cái tật xấu của con người hơn thua với nhau, hận thù với nhau, thậm chí vợ chồng kìa nó còn tạt axit nhau, chồng giết vợ, vợ giết chồng, con nó rượt cha mẹ nó chém, lôi nhau ra tòa thư kiện nhau ì xèo, nó đủ thứ hết, chặt tay chặt chân để giật xe để giành tiền, rồi nó tùm lum tùm la hết, càng ngày nó càng bạo loạn hơn, càng ngày nó càng trắng trợn hơn. Vì sao? Không phải là con người ta nó không có cái tánh hiền, không có tánh đạo đức, nhưng mà có những lần thầy khuyên các vị Phật tử mà làm ăn đó, nên làm ăn lương thiện, thì mấy người đó nói thầy à, bước ra thương trường mà lương thiện là nó bóp cổ thầy chết, nó giết thầy chết từ trong trứng nước. Khi đi kiếm tiền, chúng ta có một cái suy nghĩ như thế này: nhân duyên thôi, phước báo thôi, hễ mình có phước nó sẽ có nhiều tiền, còn không có phước chúng ta có đi bươi đi quào đi làm cỡ nào tiền nó cũng chẳng có thể đến được với mình, tại vì chúng ta chưa từng gieo cái nhân bố thí, thì đời này xin lỗi làm không có khá nổi đâu. Mình phải tu phước báo, bố thí cúng dường, san sẻ với những người nghèo, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn bằng tấm lòng chân thật của mình, dù mình không có nhiều tiền, có ít thôi mình cho họ, cái nhân đó sẽ đưa tới cái phước báo là chúng ta làm ăn thuận lợi, của cải dư xài, và dường như chúng ta làm gì cũng được, cái đó gọi là phước báo, phước báo hữu lậu của thế gian. Ngay cả người xuất gia cũng vậy nha quý vị, nếu mà không tu cái nhân mà phước báo này, xin lỗi, tu cả đời cũng chưa chắc gì có một bộ cà sa đẹp để mặc. Thầy nói thiệt đó chứ không phải giỡn đâu. Bây giờ nè, có những thầy tu rất tốt, rất chân chánh, rất thanh tịnh, nhưng mà vẫn thiếu cơm, thiếu gạo để ăn. Chứng tỏ rằng các thầy này nhiều đời không có tu phước báo, chỉ tu trí tuệ thôi. Mấy thầy cho rằng tu phước báo giỏi lắm thành cái ông nhà giàu, thành cái bà nhà giàu thôi. Thì cái bà nhà giàu thì khoác lụa, khoác là, đeo hột sòn, đeo cà rá đồ thôi. Còn các ông nhà giàu thì đi xe hơi, mang giày đồ cho đẹp thôi, chứ không siêu, không giải thoát, không giác ngộ. Cái này đúng, nhưng mà xin lỗi, không có cơm ăn, không có gạo ăn, ông tụng kinh nổi không? Vừa ngồi thiền mà vừa nghe cái bụng nó đánh lô tô, nó thiền nổi không? 3-4 bữa thành thiền đăng á, là thằng điên đó.
Khi Đức Phật còn tại thế, có một vị tỳ kheo tu chứng quả A-la-hán, nhưng mà cuối cùng bị chết đói, tức là không có thức ăn rồi chết đói nha quý vị, chứ không phải đơn giản đâu. Vị tỳ kheo đó có một biệt danh là tỳ kheo đen. Không phải vị thầy này đen, mà là do cái số nó đen. Quý vị biết, khi mà ổng đầu thai lên đó, ở trong một ngôi làng rất là giàu có và trù phú, thì ngôi làng đó bị tai nạn liên tục, hạn hán, bão lụt, mùa màng thất bát, châu chấu ăn sạch hết đó. Ông trưởng làng ổng mới thắc mắc là dân làng mình nhiều đời là cái làng giàu có, chính vì nhờ sự đạo đức hiền lương, bỗng dưng bây giờ lại bị gặp cái tai họa đó. Ổng mới chia cái ngôi làng ra làm hai, thì bắt đầu một nửa ngôi làng làm ăn khá lên và một nửa nó lụng bại tiếp. Rồi ổng lấy nửa cái ngôi làng lụng bại đó, ổng chia làm hai, chia tí rít ra, cuối cùng lòi ra cái nhà ông này là một trong những ngôi nhà giàu nhất trong làng, mà bây giờ tàn mạc không còn cái gì hết. Khi Đức Phật đi giáo hóa ngang cái ngôi làng này, thì cái ông này là lúc đó là một chú bé 19 tuổi, 20 tuổi, nghe Đức Phật nói về tứ diệu đế, ông phát tâm xuất gia và tu tập rất là tinh tấn, thông minh đỉnh đạt. Và ông ta là cái người bài xích những người Phật tử tu bố thí cúng dường. Ông nói phải tu thiền định, tu về trí huệ mới có thể giải thoát, chứ còn tu về phước thì không có giải thoát. Khi ông xuất gia, ông tu tinh tấn, ông đi chung với một cái đoàn nào của các thầy tỳ kheo đi khất thực, thì người ta xớt bát tới phiên ổng thì nó hết thức ăn, hoặc giả là người ta không cúng dường luôn cho cái đoàn đó. Cho nên là các thầy tỳ kheo gặp ổng xin đi cùng là ta né hết, tại có ổng vô thì nó coi như là bị giăn miễn. Cái nghiệp của ổng nó nặng như vậy đó, người ta không có, cho nên cuối cùng là ổng bị chết đói. Thì Đức Phật mới kể lại cái câu chuyện quá khứ cho mọi người nghe rằng ông thầy này nhiều đời nhiều kiếp thấy người ta bố thí cúng dường, bài xích, ngăn cản, không cho người ta, cho nên đời này ổng mắc quả báo là nghèo đói, không có thức ăn để mà ăn, và cuối cùng là ông ta chết đói dù tu chứng quả A-la-hán. Quý vị thấy không? Cho nên tôn chỉ của Đức Phật dạy chúng ta là phước huệ song tu, tức là vừa tu phước vừa tu huệ. Tu phước tức là mình đem cái sức của mình, sức khỏe của mình, hay là tài sản của mình giúp đỡ, mình chia sẻ với những người khó khăn, cái đó gọi là tu phước. Còn tu huệ là mình phát tâm dõng mãnh để ngồi thiền, tụng kinh, trì giới, ăn chay, niệm Phật, vân vân, cái đó gọi là tu huệ. Thì thưa với lại quý vị, do xã hội của chúng ta quá sống thực dụng, để thỏa mãn tất cả những cái mong muốn ở trong lòng của mình, mà mong muốn đó đạo Phật gọi là ái dục. Không hẳn là chúng ta muốn có nhà lầu, muốn có xe hơi, muốn có vợ đẹp, muốn có chồng giàu, chồng Tây gì đó, chồng Đài Loan, chồng gì đó, cái đó mới gọi là ái dục. Không phải đâu, mà những gì chúng ta muốn, cái động lực mà nó thúc đẩy mình muốn đó, nó không dừng lại ở trong tâm của mình, lúc đó nó sẽ dâng lên một cao trào rất là nguy hiểm, khiến cho con người ta phải đau khổ. Tất cả những mong muốn ở trong lòng của mình, nó thôi thúc chúng ta lên tới đỉnh điểm, thì lập tức chúng ta sẽ có những lời nói và những hành động có thể bán rẻ đi lương tâm của mình, và chúng ta trở thành kẻ phạm pháp, dẫm lên đời sống và sinh mạng của người khác là chuyện thường tình. Chúng ta chỉ biết ích kỷ, chỉ biết thỏa mãn những mong muốn ở trong lòng của mình, những nhu cầu của cuộc sống của mình, mà chúng ta vô tình tạo ra bao nhiêu nghiệp chướng. Thì quý vị nghĩ xem khổ đau này đến bao giờ mới giải trừ?
điều này để quý vị hiểu được rằng chúng ta mới bắt đầu tụng kinh, mới bắt đầu ăn chay, mới bắt đầu niệm Phật, mới bắt đầu tu tập, thì đừng có thắc mắc là tại sao con cũng còn khổ đau. Phải không? Tạo nghiệp từ vô thị kiếp. Tức là mình so sánh bằng cái cách mình đi cân ký đi. Mình tạo nghiệp ra 100 kg, mình mới tu được có mấy năm mấy tháng, tức là tạo cái phước mới được có 200-300 gram à. Làm bài toán trừ đi, thì quý vị nghĩ xem mình hết khổ được không? Không có hết được liền. Từ từ chứ, áo mà nó dơ như cái nồi dẻ, nhúng vô nước 2-3 cái rồi nó sạch sao được. Phải dò, phải giặt, phải đạp, phải nhồi nó. 1-2 nước nó còn đen, mình giặt 3-4 nước, giặt cho nào lỡ tay thôi, từ từ nó cũng sạch thôi, phải không? Mình mới làm được có một chút, mình thắc mắc. Có nhiều Phật tử đó, thật lâu quá thầy mới gặp, thầy hỏi sao lâu quá không gặp con vậy? Nó trời ơi, con chán lắm thầy, con buồn lắm thầy, con nản lắm thầy. Con đi chùa, con cúng chùa, con ăn chay, con niệm Phật, con bố thí, con nghe quý thầy dạy, sao con làm vậy? Mà tại sao con cứ bệnh hoài là sao vậy? Thầy nói ngộ không? Bệnh là bệnh, tu là tu, hai cái này có dính nhau không? Đâu có dính nhau, phải không? Bệnh là hậu quả của nghiệp sát sanh từ trong quá khứ. Đã sát sanh lâu rồi, những việc đó đã làm rồi, nó hình thành kết quả là bây giờ bệnh tật, đau ốm. Còn cái chuyện mình tu hành, bố thí, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, đi chùa là cái nhân mình mới gieo về thánh thiện, về phước thiện, về từ thiện, thì mới gieo cái nhân này nó sẽ được cái phước này. Nhưng mà thời gian tới mới có. Trồng cây cũng phải cho nó vài 3 tháng nó mới trổ bông, nó ra trái. Đằng này mới xả xuống cái đồi thì cắt đi hái liền. Trong tất cả những cái nghiệp chúng ta tạo ra từ quá khứ đến bây giờ, chúng ta đâu có kể hết, chúng ta không cách nào tính đếm được hết. Do đó quý vị đừng có thắc mắc tại sao mình đã có tu rồi, mà đã có biết phát tâm làm từ thiện rồi, biết ăn chay rồi, mà sao khổ nó cũng còn nguyên. Thật ra nó cũng có bớt, mà do chúng ta không để ý. Chúng ta cứ đòi ăn chay cái là hết khổ liền, tụng kinh cái thành Phật liền, làm gì có chuyện đó, phải không? Nếu mà tụng kinh thành Phật liền thì bây giờ thầy trò mình tại sao còn ngồi ở đây? Đó. Còn phải buồn người này, còn phải giận người kia, còn phải đau khổ vì những cuộc tình mà người ta không biết trân trọng, là vì mình tạo nghiệp. Nó quá nhiều, mà mình tu tập thì nó quá mỏng, nó quá ít. Do đó chúng ta làm một cái bài toán trừ đơn giản, vẫn không có thể nào giải quyết sạch hết được. Do đó các vị đừng có thắc mắc ha. Thầy hỏi cái gì Phật tử đó, gì Phật tử đó trách đó, trách là Phật không linh đó. Phật không có hiểu được cái nỗi khổ của chúng sanh. Con khổ gần chết rồi Phật đi đâu? Phật không ngó ngàng vậy tới. Tối ngày con ăn xong rồi con vô nhà thương thôi, mà con niệm Phật tối ngày sáng đêm, bây giờ cũng mệt quá, con khỏi niệm Phật nữa. Niệm cũng bệnh, không niệm cũng bệnh, thôi khỏi niệm. Bà này bà liều ghê vậy đó. Thầy nói mai là niệm mà bà còn bệnh như vậy, bà không niệm rồi bà thấy cái cảnh. Con không tin. Vừa nói thôi mấy ngày sau nhập viện, tưởng đâu là chết. Quý vị thấy không? Thầy nói bây giờ sám hối, niệm Phật tha thiết, hướng về Đức Phật sám hối. Nó bác sĩ chẩn đoán là chết rồi đó, tức là đưa về nhà đó, muốn ăn gì ăn đi đó. Cuối cùng bác sĩ hội chẩn lại, không biết có một cái sự nhiệm màu gì, bắt đầu bà này có cái dấu hiệu là phục hồi lại. Và bác sĩ người ta tìm ra được giải pháp để cứu chữa. Chứ ung thư giai đoạn cuối mà quý vị biết là cái dạng mà bác sĩ chê rồi đó. Điều đó mình có thể giải thích được qua y học không? Chính bác sĩ cũng không giải thích được. Bác sĩ nói tại sao mới mấy ngày trước kết quả như vậy mà bây giờ kết quả khác. Nhân quả rất là sòng phẳng thưa với lại quý vị. Do đó hôm nay thầy muốn thưa với lại quý vị về cái nghiệp sát mà thầy trò chúng ta từ vô thị đến nay đã lỡ tạo, hoặc là mình tự làm các việc sát hại chúng sanh, hoặc là mình xúi bảo người khác sát hại, hoặc là chúng ta thấy người khác sát hại mà chúng ta khởi cái tâm vui theo. Chúng ta hôm nay
nên nhìn lại vấn đề này một cách khách quan để xem tội chướng của mình bao nhiêu. Giống như mình đi khám bệnh, mình đi xét nghiệm máu, coi con mình có bao nhiêu loại bệnh, rồi đi tới bác sĩ chuyên khoa để đưa ra một giải pháp điều trị cho mình. Các vị đồng ý không? Nghiệp sát tức là thói quen giết hại. Không có phải đợi quý vị kề dao dí xuống cắt cổ mổ họng ai mới là nghiệp sát. Nhưng mà thí dụ như muỗi cắn, đập nó, đập một cái bóp mà còn nghiến răng cái cho mày chết nè, thì quý vị thấy cái nghiệp đó nó nặng ghê lắm. Tại nó kèm theo cái tâm sân si của mình. Có cái bà đó, bà vô chùa thầy, quý vị biết chùa thầy thì có mùa mưa đó là muỗi nó cũng nhiều, ở đâu nó cũng muỗi nhiều, mà nó cắn bà đập mà ngay trước mặt thầy đó. Thầy ngồi tiếp khách mà bà đập một cái bóp, thầy tưởng tượng trong cái đập của bà là nó đầy sân hận mà bà nghiến răng cho mày chết nè. Trời ơi, thầy thấy là có thầy đó mà bà không nể cả, vậy thầy nói ở nhà không biết là bà làm tới cỡ nào. Tao hỏi bà giết nó vậy là bà có hả dạ không? Bà nói con cho nó cắn thầy, con phát nguyện cho nó cắn cho nó hút máu nhưng mà không được cắn đau. Có cái vụ muỗi cắn không đau. Bà nói con cho nó cắn mà, cho mày cắn thoải mái, nhưng mà mày không được cắn đau, mày cắn đau là mày phải chết. Trời ơi, bà nói mà thầy thấy bà còn hơn là sát thủ vô tình nữa. Thưa với lại đại chúng, đó là một thói quen. Mình có cái thói quen lạ lắm, là nhiều khi gặp kiến cái mình cũng lấy lửa mình đốt, phải không? Như là thấy kiến lửa mà bỏ cả bầy vô trong nhà, mình sợ nó cắn người này cắn người chết, cái bắt đầu mình đổ dầu hôi, cái mình châm cho nó mũi lửa cho nó xèo, nó tiễn dòng. Tức là mình tiễn nó lên đường bằng cách đó. Rồi mình có những thói quen nữa, tức là thấy ai mà bắt được cái con gì đó mình xúm vô mình coi, mình bu vô mình coi. Có không? Có hết. Cho nên những thói quen này nó đã đi sâu vào trong cái cuộc sống của mình, nó không thể tách rời ra được. Cái sinh hoạt và cái suy nghĩ của mình, nhiều khi mình làm theo thói quen, đạo Phật gọi cái đó là nghiệp. Nhiều khi con muỗi nó cắn cái mình đập cái bóp à, mình cũng không để ý, hãy cắn cái mình đập, cắn cái đập à, cái đó cũng là thói quen. Mà thói quen này nó gắn liền với mình quá lâu đời lâu kiếp, cho nên muốn giải trừ nó khó lắm quý vị, không phải dễ đâu, rất là khó khăn, không có đơn giản một chút nào hết. Cho nên có người sợ tạo nghiệp sát cho nên không có giết, mà đi ra chợ mua đó là biểu người ta làm. Quý vị có không? Có hết. Cái chị đó chị nói với thầy đấy, chị nói con cũng khổ lắm thầy, con nghe băng thầy giảng cái sát sanh rồi con nghe con ghê quá, rồi con coi những cái phóng sự mà người ta ghi về cái nghiệp sát sanh đó, con sợ quá, cho nên là con không có dám đập đầu cá, nên mà con mua con biểu người ta đập đầu luôn. Đó. Con mua gà con biểu người ta cắt cổ, người ta làm tại tại chỗ cho con luôn. Thầy nghe thầy nói thôi bà, tội cũng bằng với bà tự làm thôi. Tại vì sao? Hoặc là mình tự làm, hoặc là biểu người khác làm, sai người khác làm, xúi người khác làm, tội bằng nhau. Rồi cái người đứng ngoài sau mà coi chỗ con cá này nó ốm nhớm nhất diện, cá này nó mập quá, có nuôi nó ngày nào đó chê xương chê ốm. Xúi người khác làm, hoặc là thấy người khác làm mình vui theo, tất cả cũng là nghiệp sát. Trong kinh Phạm Vọng Bồ Tát Giới, Đức Phật nói hoặc là nhân giết, hoặc là duyên giết, hoặc là cách thức giết, hoặc là nghiệp giết, tất cả những thứ đó đều đồng tội sát sanh hết. Quý vị thấy mình có bao nhiêu tội sát sanh? Tính không được. Hồi nhỏ thầy nhớ thầy nuôi cá lia thia, ngày nào thầy cũng đi xúc lăng quăng cho cá đống về cho cá ăn. Mặc dù thầy không có giết, nhưng mà thầy bắt cái con này cho con kia ăn thịt, cũng là giết, phải không quý vị? Cũng giống như là mình đi làm cá làm gà cho chồng cho con mình ăn thì chứ có khác gì đâu. Cho nên nghiệp sát mà quý vị nghĩ, thầy xúc một xô lăng quăng là bao nhiêu con,
Cho nên bây giờ tay chân thì nhức ghê lắm quý vị biết. Nhức nó mỏi, thầy biết cái nghiệp sát nó nặng. Cho nên thầy không có than, không phiền gì hết. Thầy nhớ hồi nhỏ thầy còn nhai càng ba khía nữa kìa. Ở quê mà, cho nên là mình đâu có biết. Mà quý vị nhớ hồi quê mình hồi xưa cách đây mấy chục năm, cái phong trào ăn chay nó cũng ít lắm phải không? Thậm chí mình ăn chay mình ra đường còn bị người ta nói trời ơi, bà tu chứ bà hú chứ bà tu. Mình cũng ngại nữa phải không quý vị? Mình sợ người ta mỉa mai người ta nói mình tu hú, mặc dù mình cũng hú thiệt. Tức là tu thì ít mà hú thì nhiều. Tức là tu dởm đó, tu không có thiệt, tu giả. Đụng tới thì sân si nghiệp chướng. Nhưng mà mở miệng ra là mô Phật, tôi ăn chay, tôi ăn tương, tôi ăn lạc. Nó không biết ăn cái kiểu gì mà gặp chồng mắng chồng, gặp con chửi con, gặp bạn thì liếc bạn, gặp ai xử người đó. Chết rồi, gặp Phật là Phật cũng chết luôn. Do đó thầy chỉ mong muốn quý vị đó là bây giờ nhìn lại cái nghiệp sát của mình để mình hạn chế và làm sao tránh bớt đi cái trường hợp sát sanh hại vật và xúi bảo người khác sát sanh hại vật. Có một chị Phật tử đó chỉ nói như thế này, thầy nghe thầy thấy thương lắm. Chị nói con làm dâu thưa thầy, mà mẹ chồng con đó là bà rất là thích ăn đồ tươi sống, cho nên mua cái con gì về nhà nó phải còn sống bà mới ăn, mà chết là bà không ăn. Mà con làm dâu là cả chục năm rồi đó, mà con biết bà tạo cái nghiệp sát như vậy, cho nên bà bệnh rề 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 hoài. Bà thở không ra hơi, mà đi khám là không ra bệnh, đi bệnh viện khám không ra bệnh, mà bà tối ngày bà thở không được, mà bà cầm đùi gà bà xé thì tỉnh bơ. Thì cái người con dâu này mới nói là thôi mẹ bớt ăn thịt, ăn cá đi. Bà nói tao ăn tao còn sống không nổi, để tao không ăn chứ tao chết. Mày làm dâu con mày trù cho mẹ chồng mày chết à. Rồi cái chị này chỉ năn nỉ người chồng á, khuyên mẹ dùm. Thì cái anh thì ảnh cũng không dám khuyên. Ảnh mới vừa mở miệng ra, bà phán cho câu, giờ này tao mới biết mặt mày là cái thằng sợ. Ai mượn quý vị nói vậy? Ta ngừng lại đó là được rồi. Ai mà không hiểu ổng sợ? Sợ vợ phải không? Thầy đã ngưng rồi còn nói sợ vợ nữa. Cái anh này nói mẹ con dữ quá, mẹ con la. Rồi cuối cùng ảnh cũng phải năn nỉ là vợ ảnh thôi, thương vợ chồng thương nhau thì chiều bà mẹ chồng mà bỏ khó chịu lắm quý vị. Thì cái người con dâu này nói bây giờ con phải làm sao thưa thầy? Con phải đập đầu cá ngay trước mặt bà mới ăn. Tôm cua gì phải ngon ngoe trước mặt bà mới ăn. Mà đi chợ về đó, mà khi làm đó là phải mở ra hết ở trên bếp, bà đi kiểm tra. Bà thở không ra hơi, bà đi không nổi đó, 60 mấy 70 tuổi. Vậy mà đi xuống coi cá, coi tôm, coi cua mỗi ngày, bà đi săn sẵn à. Đi xong rồi lên thở dốc. Quý vị thấy cái nghiệp không? Thầy nói để bữa nào thầy trông thầy gặp cái bà này, thầy xử bà không đẹp không ăn tiền. Quý vị biết thầy nói với hai đứa con ấy, làm sao dụ bà đi tới chùa để cho thầy gặp được bà, cho thầy coi của bà hiền từ đạo đức tới cỡ nào mà bà tạo cái nghiệp sát gì mà ghê gớm vậy. Bà nhất định bà không đi chùa. Quý vị, bà nói đi đâu không cần, Phật ở tâm, Phật ở nhà, đi ra ngoài đường chi cho nó mệt, bà ở nhà bà có Phật. Nó không, thầy mới nhắn cái con bà, thầy nói bà không có Phật đâu, bà toàn là cua cá gà vịt. Mai mốt cua thì nó kẹp, cá thì nó cắn, vịt thì nó rỉa, bò thì nó đụng, chó thì nó cắn bà. Đó, đi sau lưng bà là một cái sở thú. Mà quý vị biết cái thằng con đó, cái thằng trời ơi đất hỡi, nó vô gì nó dễ nói y chang vậy cho bà nghe. Nó nói y chang vậy, nó thầy thường thường nói với má là đi sau lưng má là một cái sở thú. Bà hỏi gì sở thú? Cái đó cũng nói đó là má ăn cua thì cua kẹp, má ăn vịt thì vịt nó cắn, má ăn gà thì gà nó mổ, má ăn bò thì bò nó đụng. Bà nói ông thầy đó ông rảnh quá ha. Bà nói với thầy vậy đó. Bà nói ông rảnh quá ha, ông còn để ý là tao đi với bầy sở thú đi. Bà nói tao tính đi ra chùa tao gặp ổng,
ta coi băng coi đĩa ta thấy cũng thương ổng, nói chuyện dễ thương mà ổng nói kiểu này thôi khỏi đi. Có vậy thấy coi kế hoạch thất bại không? Cái thằng này nó nhiều chuyện để ớn. Thì cái cô con dâu đó cổ mới hỏi thầy, chứ bây giờ con phải làm sao trong cái hoàn cảnh này, con phải làm sao? Tại vì bắt buộc con phải tạo nghiệp sát, nếu không là mẹ chồng con khó chịu lắm, cứ chì chí, cứ nặng nhẹ, cứ nói thế này thế kia thế nọ hoài vậy đó. Rồi vợ chồng con cũng hụt hặc, cũng không vui. Chồng con thì có hiếu lắm, mà con thì con cũng biết là mẹ chồng con cũng tốt đó, nhưng mà chỉ có tật là bả ăn mà không có trùng món nha quý vị. Nấu cho bả ăn là không có được trùng với nhau, 3-4 ngày thì mới được đáo lại món cũ, chứ bằng không là bả không chịu ăn. Rồi cứ dịn cái cớ bả bệnh, thầy nói bả bệnh là do cái nghiệp đó, do cái nghiệp của bả tạo ra. Quý vị biết cuối cùng đó, cái người con trai đó mới nói với thầy là bây giờ làm sao thầy viết giùm cho con cái thư đi, viết mail đó. Thầy mới giải thích là tạo nghiệp sát nó thêm bệnh, mà dừng lại nghiệp sát nó hết bệnh. Không tin cứ làm thử đi, nó nếu mà bệnh nhiều thầy sẽ đền tiền thuốc, còn hết bệnh thì khỏi cần đền tiền thuốc, chỉ cần ăn chay 1 tháng 2 ngày thôi. Quý vị biết bả làm. Cái người con trai nó in cái thơ đó ra đó, là thầy có viết thầy cái tên của thầy vô đó đó, tính đọc cho bả nghe. Các bả nói được rồi, để tao thử tao ăn chay. Không ăn chay quý vị. Bà ăn chay xong mới quý vị biết đem bà đi cấp cứu. Bà mới ăn chay một buổi thôi, tự nhiên bà thở không được, bà trợn tròng trợn trắng lên rồi bà ói mà ói không ra, bà thở bà không thường thở được, đem bà đi cấp cứu. Vô cấp cứu bác sĩ nói bà đâu có bệnh gì đâu à. Cái người con mới gọi điện hỏi thầy, thầy nói bà bị vọng tưởng điên đảo thôi. Tức là cái tâm của bà luôn nghĩ là ăn mặn bà còn bệnh, thì ăn chay bà còn bệnh nặng hơn. Sau này bà khai ra thầy mới biết. Nhưng mà thực chất chuyện nó bình thường, vì bà bệnh ở trong tâm, chứ thân bà không có bệnh. Cái tâm của bà lúc nào cũng có bệnh, và cái đầu của bà lúc nào nó cũng suy nghĩ tới cái bệnh hết. Cho nên bà ám ảnh là ăn chay là bệnh, cái tự động bà thở không được, tự động bà trợn tròng trợn trắng lên, bà ói ói không được. Thầy nói bây giờ bà ăn nữa đi, bà chết tôi đền mạng cho bà. Thầy hứa mà, thầy nói thầy đền mạng. Bà hỏi đền sao? Thầy nói thì bà năm nay bà sao mấy tuổi, tôi mới 40 mấy tuổi, bà lấy được cái mạng tôi bà còn lời chán luôn, thấy không? Trời, thầy cũng gan, cũng quý vị biết không? Thầy nghĩ bây giờ không giúp được bà là không thể được, mà ác nghiệt vậy đó. Cuối cùng bà cũng thử lần thứ hai đi cấp cứu nữa. Thầy nói bây giờ đó, bà cố gắng bà làm lần thứ ba đi, nhất định bà không gì. Bà nói bây giờ bà tởn rồi, bà sợ rồi, bà sợ cái mùa bệnh viện rồi, ở nhà bà mệt gần chết, bà vô bệnh viện bà chịu sao nổi. Mà quý vị mới biết cái người con dâu phải nói hiếu thảo vô cùng, năn nỉ chồng, rồi cả hai vợ chồng đó phát nguyện là quỳ sáng đêm lại Phật để cầu cho chư Phật gia hộ cho mẹ phát thiện tâm ăn chay. Và hai vợ chồng phát tâm ăn chay trường, hai vợ chồng ăn chay trường, mà một ngày phải đi mua cá mua thịt mua đồ này kia đập đầu trước mặt để nấu cho bà ăn. Cái người con dâu họ đau khổ lắm. Thầy nói bây giờ con cứ khóc đi con khổ con cứ khóc, con đập đầu cá con cứ khóc đi. Con nói ôi rồi ôi, tại sao tôi phải khổ như thế này. Thầy nói con cứ nói lên cái nỗi khổ của con, là tại sao con hướng thiện mà con tu không được, cầu chư Phật chư Bồ Tát mười phương gia hộ cho con để con vượt qua được cái nghiệp chướng này. Tại vì sao? Tại sức mạnh của nội tâm nó rất là lớn, tâm thành nó động đến tất cả mười phương chư Phật chư Bồ Tát. Thì quý vị biết một thời gian sau, không có lâu, chỉ có mấy ngày thôi, 4 ngày, thì bà mẹ bà thấy thương con của bà. Con của bà đi làm mệt mỏi về, tối nó lo cho bà ăn xong, tắm giặt xong nó không ngủ, nó còn ra nó thắp nhang, nó lại Phật, nó quỳ sáng đêm. Bà đứng bà lén bà nghe. Ban đầu bà còn nói tụi bay làm chuyện rùi bu, không có ai quỳ mà thành Phật hết á. Bà còn nói như vậy nữa. Thì cuối cùng bà lén bà nghe, thì bà thấy hai đứa con của bà nó phát nguyện là làm sao cầu cho nó vượt qua nghiệp chướng này,
cầu cho mẹ nó ăn chay niệm Phật để có thể thoát được cái cảnh bệnh tật, chứ thôi khổ cho mẹ, đau đớn cho mẹ. Bà nghe bà động lòng. Lần thứ ba bà phát tâm ăn chay, quý vị biết bà không có đi cấp cứu nữa, mà bà nói sao bà mệt quá, tay chân bây giờ không lên, bà chóng mặt, bà say sẩm, mà đo huyết áp thì bình thường, nhịp tim cũng tốt, chứng tỏ nội tạng của bà tốt, toàn bộ do bệnh của tư tưởng mà ra. Xong rồi dần dần bà ăn chay được, rồi bà bắt đầu bà phát tâm, bà tụng kinh, bà niệm Phật, bà lại Phật cho mấy đứa con. Quý vị nghĩ xem coi, lúc trước bà bệnh hay bà có 45 kg, bây giờ bà ăn chay mới có 4-5 tháng thôi, bà đã lên 55 kg, bà lên 10 kg nữa. Rồi bà đi tới chùa, bà cảm ơn thầy. Thầy nói cảm ơn gì? Bà phải trả lại tuổi thọ cho tôi đó. Tôi là mạnh dạn, tôi phát tâm lại nghe, tôi chết, bà chết tôi đền mạng cho bà, thì bây giờ đó bà phải phát tâm lại là tôi mà có chết là bà phải đền mạng lại cho tôi. Bà nói thầy lấy chị cái mạng già này. Trời. Quý vị thấy cái năng lực khi chúng ta phát tâm thiện, cái năng lực đó nó lớn vô cùng. Tâm thành thấu đến cửu thiên, tức là tất cả các cảnh giới đều có thể cảm nhận được cái lòng thành khẩn tha thiết của mình khi mình hướng về cái thiện. Cho nên tại sao chúng ta không buông xuống cái nghiệp bất thiện sát sanh để chúng ta nuôi lớn cái thiện nghiệp của mình, quý vị. Gieo nhân sát sanh đưa đến hậu quả không lường đối với xã hội, đó là chiến tranh. Tất cả những mâu thuẫn mà nó xảy ra, nó diễn ra giữa những bộ lạc với nhau, bộ tộc với nhau, hoặc là những chủng tộc, hay là những tôn giáo, hay những quốc gia, bắt nguồn từ những cái nghiệp sát sanh nhiều đời nhiều kiếp. Quý vị lật lại lịch sử đi, cái vùng đất đó đã là chiến tranh trong quá khứ, thì mấy mươi năm sau, mấy trăm năm sau, chiến tranh nó cũng xảy ra ngay cái vùng đất đó, vì nó chiêu cảm những cái anh linh, những cái vong hồn chưa siêu thoát. Mà những vong hồn này bị chết vì chiến tranh, cái quán hận nó còn, nó không siêu thoát, cho nên nó chiêu cảm những con người hiếu chiến, những người háo sát, tức là đi về nơi đó, tập trung về đó để mà gây hấn nhau, để tạo nghiệp sát với nhau. Cho nên bây giờ mới có cái chuyện mà chính phủ mời các vị hòa thượng tôn túc lãnh đạo của Phật giáo lập những cái đàn tràng cầu siêu ở những cái nơi mà xảy ra những chiến tranh khốc liệt của quá khứ, để một phần nào đó an ủi và khai thị cho những vong linh chưa siêu thoát. Họ không cố chấp, họ không bám vào cái tâm sân hận đó, để họ được đến những cảnh giới an nhàn, giải thoát. Cho nên nghiệp sát rất là nguy hiểm, nó sẽ dẫn tới chiến tranh triền miên. Quý vị thấy không, đánh bắt cá thôi nó cũng dẫn tới chiến tranh. Cái gì nó cũng có thể đưa tới sự xung đột hơn thua với nhau, tất cả chỉ vì tham dục mà ra. Cho nên hòa thượng Ấn Quang đại sư đó, có nói rằng sát sanh sẽ đưa đến đau khổ của nạn đau binh. Tại vì hòa thượng là cách xa chúng ta cả trăm năm rồi, cho nên ngày xưa hòa thượng cứ nghĩ rằng chiến tranh giống như thời Trung Cổ là đem gươm giáo cung tiễn bắn giết nhau, đâm chém nhau, chứ không phải bây giờ nó bấm nút một cái là chết hết. Bây giờ đâu cần phải đánh giết nhau nhiều, chỉ cần bấm nút một cái chết hết trơn, khỏi có nói, khỏi có tranh cãi gì hết trơn. Trời, nghiệp sát sanh nó dẫn tới cái hậu quả là chiến tranh triền miên. Do đó chúng ta không có nên mà để cho cái nghiệp sát sanh này nó chi phối chúng ta nhiều, thưa đại chúng, rất là nguy hiểm. Cái hậu quả thứ hai của cái nghiệp sát đó là đưa tới bệnh tật. Chúng ta bệnh tật nhiều chính là từ nguyên nhân chúng ta sát sanh nhiều.
ở trong quá khứ. Thầy có những lần thỉnh thoảng thầy đi vô trong bệnh viện ung bướu ở Sài Gòn, thầy đi tặng quà cho những người bà con nghèo ở đó. Thì lâu lâu thì thầy đi một lần thôi quý vị, nhưng mà không có rải tiền ra cho nhiều người, cho một hai người thôi để họ có tiền để họ mổ. Quý vị biết thầy chứng kiến những cảnh rất là đau lòng, là nhiều người nghèo quá không có tiền để đi mổ và nằm ở bên ngoài bệnh viện chờ, nhiều khi chờ cả tháng chưa tới ca mổ của mình. Bệnh nhiều như vậy đó, bệnh viện quá tải không có giải quyết được. Thầy hỏi thăm, đa phần đều là những người nghèo khó, chân lắm tay bùn và gắn liền với cái nghiệp sát sanh. Toàn là ở miền quê không? Ở miền quê nghèo của miền Tây Nam Bộ, rồi ở miền Trung, gắn liền với cái chuyện mà đồng áng, rồi bắt cua bắt ốc, rồi nuôi cái con này con kia, rồi nghe sát sanh hại vật, cho nên bây giờ bị bệnh. Quý vị biết, một khi mà chúng ta bằng cái tâm từ bi chúng ta nuôi con thú nó khác, mà chúng ta nuôi nó để lớn lên, để chúng ta cắt cổ làm thịt nó ăn là nó khác nha quý vị. Cái đó là nó khác, cái tạo nghiệp á, chứ không phải là đơn giản đâu. Cho nên nguyên nhân từ sát sanh sẽ dẫn tới hệ quả tất yếu thứ hai, đó là con người chủ của chúng ta hay sanh ra bệnh tật. Và hậu quả thứ ba của cái nghiệp sát là chúng ta bị chết yểu, tức là đoạn mạng. Do chúng ta tạo nghiệp sát nhiều quá, cho nên bây giờ chúng ta sống không có thọ, chúng ta chết yểu. Có khi mạng sống của chúng ta nó chỉ tồn tại một vài ngày ở trong thai mẹ rồi chúng ta chết, hay là chúng ta một vài tháng ở trong bụng mẹ chúng ta chết, hoặc là mới sanh ra chúng ta chết. Tất cả những thứ đó đều, những chúng sanh đoạn mạng đó đều gắn liền với lại nghiệp sát sanh ở trong quá khứ. Như vậy chúng ta làm bằng cách nào để sám hối nghiệp sát của mình ở trong quá khứ, đồng thời giải trừ đi tất cả những cái nghiệp chướng đó, để tương lai chúng ta không phải sanh ra ở một quốc gia chiến tranh, chúng ta không bị buộc phải đưa ra những chiến trường máu chảy đầu rơi, chúng ta không phải sanh ra mà gặp bệnh tật triền miên rồi chết yểu đau khổ. Trong kinh Đức Phật dạy có ba phương pháp để chúng ta giải trừ nghiệp sát sanh. Thứ nhất là niệm Phật. Tại sao niệm Phật lại có thể hóa giải được cái nghiệp sát sanh? Tại vì khi chúng ta niệm Phật, tức là chúng ta hằng sống với lại giác ngộ. Niệm là luôn luôn sống, hay là hằng giữ nó. Phật là giác ngộ. Như vậy niệm Phật là ở ngoài miệng chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc giả chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật nào đó mà mình thích, như là Phật Dược Sư, Phật Nhiên Đăng, vân vân. Miệng thì niệm danh hiệu Phật, nhưng trong tâm của chúng ta luôn hướng về những trí tuệ, những sự giác ngộ, thì như vậy gọi là niệm Phật. Mà nếu chúng ta hằng sống với lại ý niệm giác ngộ, miệng niệm Phật, thì chúng ta có dám cắt cổ gà không? Có ai vừa cắt cổ gà mà niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật? Có ai vừa móc hầu cá lên mà niệm Nam Mô Di Đà Phật, móc cái kịch Nam Mô Di Đà Phật, móc cái kịch? Có không? Con hả? Trời ơi, vừa móc hầu cá lên vừa niệm Phật hả? Tại con sợ tội thì tốt nhất con đừng làm. Trời ơi, phải không? Tốt nhất là con sợ tội thì tốt nhất con đừng làm. Đằng này con làm rồi con có tội rồi, con bắt đầu mà con mới sợ rồi thôi, đâu có được. Cũng giống như mình đánh bài vậy, mình vừa đánh bài mình nhìn sợ tàn mạc. Tốt nhất khỏi đánh bài. Tại vì sao? Cờ bạc là bác thằng bầm, phải không quý vị? Đó, đừng có vừa đi buôn lậu mà vừa sợ bị ở tù.
Vì sao? Vì buôn lậu là phạm pháp, là nguyên nhân để dẫn tới ở tù. Cho nên không có cái chuyện mà vừa buôn lậu mà vừa cầu xin đừng ở tù. Quý vị thấy mình mâu thuẫn không? Vừa móc hầu cá linh vừa niệm Phật. Tốt nhất ngừng móc hầu cá linh ha. Câu nào ý không? Chắc chắn là như vậy đó. Khi chúng ta niệm Phật là tâm của chúng ta hướng về sự giác ngộ, tức là trí tuệ. Mà khi chúng ta có trí tuệ, chúng ta biết rằng tạo nghiệp sát chúng ta sẽ đau khổ, thì như vậy chúng ta có can đảm để tạo nghiệp sát nữa không? Chỉ trừ những hoàn cảnh nào ngặt nghèo lắm chúng ta tạo nghiệp sát thì buộc lòng chúng ta phải làm. Và trong những cái cách tạo nghiệp sát, chúng ta phải tạo cái nghiệp sát nào cho nó nhẹ nhất, cho nó dễ dàng nhất, để cái tội đó nó nhẹ nhất, phải không quý vị? Chứ tại sao mà mình thấy rồi mình cứ lao vô mình làm hoài thì thôi tội chết quý vị. Nghiệp đó không cách nào giải trừ được đâu. Khổ, khổ vĩnh kiếp. Do đó chúng ta niệm Phật sẽ có thể hóa giải được nghiệp sát sanh. Quá dễ. Lúc nào chúng ta mới niệm Phật được quý vị? Lúc nào cũng niệm được hết. Ban ngày cũng được, ban đêm cũng được. Lúc khỏe mạnh cũng được, lúc đau yếu ở nằm trên giường cũng niệm được. Lúc rảnh rang niệm cũng được, lúc bận rộn niệm cũng được. Phải không? Chứ đâu có đợi quý vị đi tới chùa cầm sâu chuỗi này mới niệm sột sột môi và môi và môi Phật. Thì thử hỏi một ngày quý vị đi chùa được mấy lần? Xin lỗi, một tháng đi chùa vô lắm được lần hai lần, phải không? Rồi còn bao nhiêu thời gian còn lại mình đi đâu? Lang bạc giang hồ. Thời gian đó sẽ tạo bao nhiêu nghiệp? Mình đi chùa ít quá, mà mình đợi cho tới đi chùa mới tu thì như vậy nghiệp chúng ta càng ngày nó càng có cơ hội nó chồng chất lên cao, mà phước báo của mình thì nó không có một cái nhân duyên nào để nó tăng trưởng thêm hết. Do đó chúng ta cứ niệm Phật ngay trong cuộc sống của mình. Lúc bận rộn quý vị cũng niệm Phật được. Thí dụ như bây giờ quý vị lặt rau, quý vị cầm cọng rau lên, quý vị ngắt cái Nam Mô A, bỏ xuống cái Di Đà Phật, được không? Dễ ẹt. Quý vị gọt bầu thử coi, quý vị làm lấy cái dao bầu, quý vị gọt cái Nam Mô A, gọt cái Di Đà Phật, dễ không? Lau nhà cũng được, đẩy cái cây tới Nam Mô A, kéo luôn cái Di Đà Phật. Đó. Rửa chén cái mình quậy cái dòng cái Nam Mô A, quậy cái nơi Di Đà Phật, dễ ẹt. Nhưng mà vừa chữa lộn vừa niệm Phật được không? Cái miệng đâu có rảnh đâu niệm Phật, phải không quý vị? Cho nên muốn niệm Phật phải ngưng chữa lộn, chứ đừng có vụ mình nó mua như là Phật muốn ra tao không tư mày tưới số mày. Khi chúng ta niệm Phật có nghĩa rằng chúng ta phát nguyện luôn sống với tuệ giác, luôn sống với ánh sáng của giác ngộ. Thì khi chúng ta có sự giác ngộ rồi, chúng ta có hiểu biết rồi, thì chúng ta không dám tạo nghiệp sát sanh nữa quý vị. Sợ quá đi. Quý vị thấy có nhiều người bệnh thấy ghê không? Cắt cổ mổ họng cà khẹt cả mấy năm trời rồi mới chết. Đó. Rồi mổ bụng ra, lôi ruột, lôi gan ra, cắt từ đoạn rồi nhét vô lại, mai lại, rồi vài bữa cắt môi ra, vài bữa nhét vô, môi ra nhét vô, ba bốn lần mới chịu chết. Nghe ghê không? Người ta bệnh ta không ghê mà nghe thầy diễn tả ghê quá. Quý vị thấy có nhiều người tạo cái nghiệp sát ghê gớm lắm. Họ tự hào lắm quý vị biết không? Có nhiều người họ đi tới chùa thầy, họ làm nghiệp sát đó nha quý vị. Họ gây nghiệp sát, họ giàu có lắm. Họ nói thôi thầy niệm Phật cũng niệm Phật, nhưng mà con phải làm ăn, con mới có tiền con đi cúng chùa. Trời ơi, mấy cái chữ cúng chùa mà cái mỏ nó chu ra vậy đó, nói giống như bỉ mặt thầy à. Thầy nói thầy đâu cần đi tới cúng chùa đâu, nó chỉ cần đi tới chùa lại Phật thôi, không có tiền vẫn đi chùa được. Phải không quý vị? Mình không cúng dường tiền, nhưng mình cúng dường bằng cái tâm thanh tịnh của mình. Phật chứng còn ngon hơn là tiền mà. Đi cho dai hoặc là đi cắt cổ mổ họng chúng sanh đó là khổ lắm. Đó. Cái phước nó không có tròn đầy đâu. Quý vị biết cái bà đó, bà nói thôi thầy nói thì con cảm ơn, nhưng mà để con làm vài năm nữa con mới nghỉ, chứ bây giờ đang làm đắt mà. Mà quý vị biết bà làm gì không? Bà làm gà. Bà bán cho những cái chợ ở Sài Gòn, một ngày trung bình bà làm 5.000 con gà. Quý vị có tưởng tượng ra không? Quý vị biết cái bà đó, bà nói với thầy, bà nói thôi con đang làm ăn được thầy, để con làm vài năm nữa con có tiền con phụ các chùa kia cất xong rồi con giải nghệ. Thầy nói con nên biết
Nếu như có cơ hội để làm thiện thì nên làm đi. Vì sao? Làm thiện cả đời còn chưa đủ, còn ác đó là một chút xíu thôi, nó cũng dư đến đời sau. Thánh nhân người ta dạy như vậy. Tại sao có cơ hội làm thiện mà con không làm? Không cần con phải đi bố thí đi cúng dường, chỉ cần con dừng lại nghiệp ác, đó gọi là thiện, phải không quý vị? Cho nên tại sao mình niệm Phật lại có công đức? Không phải là mình niệm Phật là một Đức Phật tới có thể kéo mình lên cực lạc, mình có sanh ra phước báo nhiều. Mà khi mình niệm Phật, người khác người ta khởi tâm sân hận, cách mấy thấy mình niệm Phật một cái cách thành tâm, người ta cũng nguôi ngoai đi những cái hận thù, những cái giận hờn, những cái hơn thua. Có phải mình tăng công đức không? Nhưng mà quý vị biết trong cuộc đời này không dễ gì mình tu yên đâu. Có mấy cái người mà họ không ưa đó, họ xỉa xói mình, họ nói mình tu hú, tu giả, đạo đức dởm. Muốn tu cũng không phải dễ quý vị. Do đó mình phải phát nguyện, phải phát nguyện niệm Phật. Cho nên khi chúng ta niệm Phật thì chúng ta luôn sống với ánh sáng của giác ngộ. Khi sống với ánh sáng giác ngộ, chúng ta hiểu ra được rằng sát sanh sẽ đưa tới đau khổ triền miên trong cuộc đời của mình, ở hiện tại và tương lai. Cho nên hôm nay đối trước Đức Thế Tôn, con xin phát tâm niệm Phật để giải trừ nghiệp sát của mình. Cách thứ hai để giải trừ nghiệp sát đó là ăn chay. Xin hỏi quý vị nè, ăn chay có thành Phật không? Không, đúng. Vì nếu ăn chay thành Phật thì con bò nó thành Phật trước mình rồi. Nó ăn chay cả đời, phải không quý vị? Đó, cho nên mình xác định rõ ràng ăn chay không thành Phật. Nhưng muốn thành Phật phải ăn chay. Vì sao? Vì đạo Phật là đạo từ bi. Mình muốn thành Phật là mình muốn thành tựu cái tâm từ bi. Mà cách thức để nuôi lớn cái mầm từ bi đó là ăn chay, là cách thức dễ nhất. Ăn chay để chúng ta chấm dứt đi những cái nỗi đau khổ của chúng sanh khi đưa lên bàn mổ, bị cắt, bị xéo cái thân thể nó, bị xẻ thịt nó đau khổ lắm quý vị. Tiếng kêu gào của nó mình nghe mình không hiểu, nhưng nó rất là đau khổ. Quý vị thấy chặt đầu ếch không? Nó đưa tay lên nó đỡ cái dao, phải không quý vị? Mình bị tát bạc tay thôi, xin lỗi, 10 năm sau mình gặp cái người đó mình còn hận, mình còn nhớ nữa, chàng quý này đó tát tay mình, phải không quý vị? Thì cái con thú đó nó bị giết, quý vị nghĩ nó quán hận mình đến cỡ nào? Cho nên máu của nó là máu độc, tức là cái quán hận nó sẽ sanh ra độc tố, cái giận dữ, cái sân si nó sẽ sanh ra độc tố ở trong máu của nó. Cho nên mình ăn thịt nó là chất độc không? Quý vị thấy tại sao bây giờ mình bị bệnh nhiều? Chất độc đó là do mình gây ra, từ cái sát sanh hại vật, rồi mình bơm quá chất, bơm đồ vô. Bây giờ quý vị chỉ xem một cái phóng sự làm thịt bò. Làm thịt bò mà công nghiệp làm thịt bò, quý vị sẽ thấy kinh khủng lắm. Nó lột cái da con bò khi con bò còn sống kìa, nó tuột con bò da ra, con bò còn sống đỏ hối gì, nó nhẹ nhẹ xuống chết. Để nó lấy cái da đó, để nó thuộc da, để nó làm cái sản phẩm, làm mấy cái bóp da cho mấy cô đeo nè, làm đôi dép, đôi dài cho mấy anh mang nè. Đó, mang da, mang thịt chúng sanh đi, rồi sẽ chiêu cảm lấy cái quả báo của những chúng sanh đó. Nó tới nó đòi da, đòi thịt nó, huống chi mình ăn vô bụng, phải không? Quý vị nghĩ coi nó đau khổ cỡ nào. Cho nên mình ăn chay không phải để thành Phật. Ăn chay chẳng có gì gọi là ghê gớm hết. Mà xin thưa với mọi người rằng, em ăn chay để em không làm đau khổ chúng sanh nữa, thế thôi. Phải không quý vị? Thầy có một anh Phật tử ở dưới Cà Mau. Ảnh đi tới chùa thầy đó, quý vị biết á, thầy thấy ảnh mập béo to tốt, thầy chỉ nói đơn giản ra, thầy nói con ơi, thấy gì chứ không có khỏe đâu, coi chừng bệnh đó, giảm bớt nghiệp sát sanh đi. Anh ủa sao thầy biết con sát sanh? Thầy nói thầy không biết, thầy nói đại khai ra mới biết, chủ lò giết mổ. Ảnh nhập cái máy về mà làm thịt heo, mà quý vị nghĩ một đêm mà làm mấy trăm con heo,
làm lời lắm, làm đắt lắm, từ bàn tay trắng gây dựng nên sự nghiệp mà. Thầy nói con nhìn lại quá khứ, bây giờ con có phải có nhiều quá không? Anh nói dạ con có nhiều, có nhà lầu, có xe hơi, có đất, có tiền, đồ nhiều quá. Thầy nói con có bao nhiêu đó đủ chưa? Cái anh im. Thầy nói thôi đủ rồi, dừng lại đi con. Con không dừng lại, con sẽ trở lại tay trắng như ngày đầu cho con xem. Anh nói trời, đang làm đắt quá mà thầy. Thầy nói bây giờ con muốn tồn tại hay con muốn mất hết? Anh nói trời, đang làm sẵn sẵn vậy mất cái gì? Thầy nói vậy chứ bao nhiêu doanh nghiệp nó phá sản đó, nó có nghĩ như con nó làm sẵn sẵn không? Nó cũng nghĩ là nó làm sẵn sẵn, nó cũng đang làm có tiền, nhưng mà tại sao nó phá sản? Con phải nhìn vết xe trước để đổ, đã đổ con phải rút kinh nghiệm. Thầy chỉ nói đơn giản vậy thôi. Quý vị biết, một tuần lễ sau dẹp cái tiệm, cái lò heo đó, bán luôn cái máy đó, cái máy nhập mấy tỷ đó quý vị biết, bán tháo bán đổ bán hết luôn, dẹp hết lò heo, coi như là một cái sự ngạc nhiên ở cái nước. Cái nước phải không quý vị? Đó. Người ta ngạc nhiên, người ta không hiểu sao cái thằng này nó bị khùng quá. Nó đang làm ăn ngon vậy, nó dẹp tiệm, nó không làm gì, nó bán tháo bán đồ bán rẻ, bán đồ này kia hết. Rồi chỉ mở ra cái tiệm bán bình thường tạp hóa vậy thôi. Rồi cái lò đó sang bằng, sang cho người ta, ai muốn làm vậy đó làm. Rồi ảnh làm cái chỗ giữ xe, rửa xe thôi. Đi lên chùa khoe với sư phụ. Con nói thiệt, tự nhiên bây giờ cái lòng con nó thanh thản ghê lắm sư phụ. Dù thu nhập nó thấp, không bằng hồi đó, nhưng mà con cảm nhận lòng con nó thanh thản, vô cùng là thanh thản. Còn hồi đó con phải hối thúc thợ nó làm, rồi phải nạt nộ nó làm, phải thế này thế kia thế nọ nó mới làm, để mới có đủ thịt để giao cho người ta. Con thấy con mệt quá, áp lực lớn, rồi giao không đủ, rồi người ta chửi bới, rồi heo nó có cái gì người ta cũng mắng vốn, rồi cũng sợ kiểm dịch, rồi phải lo chuyện này lo chuyện kia, con mệt quá. Tự nhiên bây giờ con không lo gì hết, con chỉ niệm Phật, con ăn chay, con không tạo nghiệp sát. Quý vị thấy không? Lợi ích không? Ta có tiền mà bất an, không bằng chúng ta cứ bình thường, thu nhập không cao mà lòng chúng ta an ổn. Cho nên ăn chay không có gì ghê gớm hết, một cách để nuôi lớn tâm từ bi của mình. Vì mình không nỡ lòng nghe chúng sanh đau khổ, nghe cái tiếng kêu gào của nó trên bàn mổ, chúng ta không nỡ ăn thịt nó, để chúng ta nuôi lớn cái tâm từ bi của mình. Khi chúng ta nuôi lớn tâm từ bi, chúng ta mới có thể mở ra được cái lòng bao dung và hỷ xả mà Đức Phật là người đã thành công trên con đường từ bi và hỷ xả. Như vậy chúng ta học Phật, chúng ta tu theo Đức Phật thì chúng ta phải tu theo hạnh từ bi hỷ xả này. Và một trong những pháp môn gần gũi nhất, thiết thực nhất của chúng ta đó là ăn chay để nuôi lớn từ bi hỷ xả. Hãy mình ăn chay thì mình bớt tạo nghiệp sát, phải không quý vị? Đó, nhưng mà có một cái anh đó dễ thương lắm. Anh hỏi thầy, anh nói con một tháng con ăn chay 4 ngày, nhưng mà cái bữa đó trúng nhầm cái ngày ăn chay thì là đám giỗ của ba con, mà nhà con quen nấu là nấu mặn, rồi con nói nấu chay không ai chịu hết, mẹ con cũng không chịu. Như vậy con cũng không biết làm sao mà con ăn nước, con không ăn cái, vậy con có phạm không? Theo quý vị có phạm không? Anh này anh dễ thương lắm, anh nói con không có ăn cục thịt nào hết, con không ăn cái mà con chan nước không à. Tại vì bữa nay con ăn chay mà không có rồi con lấy gì ăn? Thầy nói theo lẽ con chan nước thì con lấy gói mì, con chế nước sôi con cũng chan, thì con ăn có phải nó thanh tịnh không? Nó yên không? Bây giờ cái nước đó cũng là nước hầm chân bò. Đó, nước đó cũng là cái nước xào thịt bò. Thì con ăn như vậy cũng là cái thịt, cái máu nó chảy ra trong cái nước đó, coi như là con ăn sinh mạng nó rồi, thân phần nó rồi. Anh nói trời ơi, vậy mà con không biết, con cứ nghĩ là chừng nào con ăn thịt thì con mới phạm này. Con không ăn thịt, con sợ mà, con chỉ uống nước, con chỉ ăn nước thôi, con chan nước canh thôi. Con nói thiệt với thầy, con chỉ chan nước súp con ăn thôi à, chứ con chan nước thịt kho con ăn không à. Nghe dễ thương không quý vị? Theo quý vị thì anh này có phạm giới không? Vẫn phạm nha quý vị, tức là tạo cái nghiệp sát đó. Và phương pháp thứ ba để giải trừ đi cái nghiệp sát sanh của mình đó là phóng sanh. Tức là chúng ta đem sinh mạng của chúng sanh khác, của loài khác, của người khác, để trả cho nó trở lại sự sống bình yên tự do của nó, gọi là phóng sanh. Thí dụ như ông chồng của mình
mình cứ canh ông hoài, mình giữ ông hoài, mình mệt quá mình cứ thả ông, muốn đi đâu thì đi, cà phê đèn sáng đèn mờ, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì đó làm, nhưng mà đi làm sao thì về vậy mà lộn xộn rồi coi chừng. Dám không? Cái đó cũng là phóng sanh đó. Dám phóng sanh ông chồng không? Không. Quý vị em ru không dám phóng sanh ông chồng. Quý vị biết tại sao thầy nói điều này không? Cái anh chồng đó, anh tới anh nói với thầy, anh nói thầy làm sao thầy khuyên vợ con phóng sanh, mà thầy biết là vợ ảnh là có cái hạnh phóng sanh, tuần nào cũng phóng sanh hết á. Chị này dễ thương lắm, lương chỉ chia đều ra hết nha, thu nhập ở trong nhà chỉ gom lại hết, chỉ chia từng phần từng phần, phần nào là chi tiêu gia đình, phần nào là bố thí, phần nào là cúng chùa, phần nào là phóng sanh, nó chỉ chia hết đều hết, phần nào là chừa lại, coi như mỗi tuần vợ chồng con cái đi phóng sanh lần. Thầy nghe vậy thầy nói, ủa nhà con là mỗi tuần mà phóng sanh mà ảnh nó chưa đủ, chỉ cần phóng sanh một lần thôi chứ không cần nhiều lần như thế. Thầy nói nhiều lần tốt hơn mà con, nó có cơ hội thì cứ làm. Anh nói vậy mà con trông cho vợ con phóng sanh con mà nó không chịu. Lúc đó thầy mới hiểu ra là chà quỷ này có bồ nhí. Mấy chị dám phóng sanh ông chồng không? Dám không? Ai dám? Cho nên phóng sanh tức là chúng ta thả sự sống, đưa những chúng sanh trở về với sự sống bình yên nguyên thủy ban đầu của nó, để nó được an lạc, để được hạnh phúc, đó gọi là phóng sanh. Còn sao chuyện phóng sanh là chuyện khác. Quý vị đừng bao giờ nghe một vài người họ có quan niệm sai lầm là thả chim thả cá là không phải phóng sanh, giống như mình xúi người khác để bắt cá để bắt chim, đó là quan niệm sai lầm quý vị. Bây giờ quý vị không phóng sanh chim, mấy người đó có ngưng bắt chim không? Không. Quý vị ngưng thả cá, không thả cá, mấy người đó có ngưng bắt cá không? Cho nên mình không thả cá, không thả chim nữa, chuyện bắt cá bắt chim của họ vẫn là cái nghề của họ, hằng ngày họ đi bắt, chuyện đó là chuyện của họ. Còn thả là chuyện của mình. Mình thương nó bị giam cầm, nó sẽ bị chết dần chết mòn, cho nên mình mua nó, mình thả nó theo khả năng của mình. Có 5.000 thả 5.000, có 10.000 thả 10.000, chứ không cần phải thả hết lòng. Có nhiều Phật tử nói, trời ơi, con thấy con tội nghiệp quá mà con không đủ tiền cho nên con không thả con nào hết. Nghe thấy thương dễ sợ. Tức là nguyên lòng chim lấy con thả 5 con, còn mấy chục con kia thì sao? Nó nhìn mấy con này được thả, nó tội nghiệp nó, cho nên con thấy gì? Con nghĩ rằng con này thì tung tăng được bay thì vui sướng, còn con kia ở trong lòng thì nó khổ, tội nghiệp cái con ở trong lòng cho nên con khỏi thả con nào hết. Thầy nói, bà tính sai rồi. 100 con đau khổ, bây giờ bà thả ra 5 con, còn lại 95 con vẫn còn tốt hơn là cả 100 con đau khổ hết, phải không quý vị? Bà nói, mèn ơi, vậy mà con đâu có biết, từ đó tới giờ con đâu có phóng sanh, tại vì con không có tiền. Con nghĩ là chừng nào con mua hết được cái lòng đó con mới phóng sanh. Thầy nói, giống như bà bệnh đó, bà bệnh nhiều quá, chẳng lẽ bác sĩ vô mà nhà thương cái ta chữa một lần cái hết bệnh? Ta phải chữa từ từ. Bà đau tim, đau gan, đau ruột, đau phổi, đau móng tay, đau con mắt thì ta phải chữa con mắt, móng tay, rồi mới từ từ tới tim, rồi mới tới gan, mới tới ruột. Cái đằng này không lẽ chữa cái bụp 5 cái bệnh chữa hết một lần à? Nó, mình phải chữa từ từ. Bà nói, mèn ơi, nhà quê mà, mèn ơi, con đâu có biết đâu nè. Nhiều người dễ thương lắm quý vị, muốn làm việc thiện mà do không có cơ hội để học giáo lý cho nên không biết. Nhiều người ta nói tầm bậy nữa, nó phóng sanh là xúi người khác bắt, cái này là sai lầm. Chuyện người khác bắt là chuyện của họ tạo nghiệp sát, còn mình phóng sanh là mình gieo cái nhân phóng sanh an lạc. Hai cái này hoàn toàn khác nhau. Có nhiều người nói đó, cá nó ở vùng nước này mình đem thả tới vùng nước khác là sái môi trường, nó chết như vậy chẳng khác nào thả nó mà là giết nó. Thầy nói, quý vị suy nghĩ quá nhiều rồi. Người ta thả không hề người ta nghĩ tới cái chuyện con cá này nó chết, mà người ta thuần tí rằng muốn cho nó sống người ta mới thả, phải không quý vị? Phải không? Đâu có ai mà nghĩ thả con cá ra để cho nó chết đâu. Mấy ông là mới dựng chuyện lên để ghép tội người ta, tầm bậy tầm bạ. Mấy ông là tạo nghiệp đó, nó không có nên. Vì người khi người ta thả ra, người ta khởi cái thiện tâm,
Ta khởi cái thiện tâm là ta muốn đem sự sống tới cho loài cá, cho nên ta thả cá mà chẳng qua kiến thức người ta không có biết, không có biết nhiều, người ta thả ra con cá nó chết nó sống là cái nghiệp của nó. Nhưng mà cái nhân phóng sanh nhất định cái người đó sẽ được cái phước quả tròn đầy, không xê dịch. Khi chúng ta phóng sanh, chúng ta cũng nuôi lớn tâm từ bi, vì chúng ta đang làm cái việc trả lại mạng sống cho loài khác, tạo cơ hội cho người khác sống nhiều hơn, sống an lạc hơn, sống lợi ích hơn. Thì như vậy chúng ta đang cải thiện cái nghiệp đau yếu bệnh tật đoạn mạng của mình. Đó, bây giờ chúng ta có người giúp việc, chúng ta ép cái người giúp việc làm nhiều trả lương ít, đó cũng là một cách đi ngược lại phóng sanh. Chỉ cần quý vị đánh giá đúng cái công sức người khác làm, mình trả đúng tiền lương, đừng có ép người ta làm thêm đó. Đừng có bắt người ta phải thức khuya dậy sớm nhiều quá để mà mình tăng thêm cái thu nhập cho mình. Vì công việc có thể thức khuya dậy sớm, nhưng mà chúng ta có thể tăng thêm cái tiền bồi dưỡng cho người khác một cách sòng phẳng. Đó cũng là một cái hình thức phóng sanh, giảm bớt đi cái nhọc nhằn cho họ bằng cách mình bù đắp cho họ, chứ đừng có mà bớt thêm rồi trừ cái đầu này mình chặn cái đầu kia, thì như vậy nó tội lỗi lắm quý vị. Ai cũng từng tạo nghiệp sát thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ gánh lấy hậu quả từ cái nghiệp sát này, sẽ đau khổ thôi. Cho nên hôm nay thầy trình bày với lại quý vị chủ đề này với một mục đích duy nhất, để quý vị suy nghĩ về nghiệp sát mình đã tạo, và bằng cách để hạn chế bớt nghiệp sát sanh của chúng ta hôm nay qua ba phương tiện, đó là niệm Phật, ăn chay và phóng sanh. Bây giờ xin mời quý vị chắp tay lại cùng với thầy để chúng ta phát nguyện trước Đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay đệ tử chí thành phát nguyện, đời này đời sau sanh ra chốn nào được gặp Phật pháp, tu các thiện nguyện, từ vô thị kiếp cho đến hôm nay con lỡ tạo nghiệp sát sanh hại vật, hoặc tự con giết, hoặc xúi người giết, hoặc thấy người giết mà con vui theo. Hôm nay chúng con chí thành sám hối và xin phát nguyện, đời này đời sau hạn chế tạo tác các nghiệp sát sanh, đồng thời phát nguyện ăn chay niệm Phật, phóng sanh thiện tâm, đem đến an lành vạn loại hữu tình. Nguyện cầu chư Phật chứng minh gia hộ, mọi người thương yêu, không còn gây khổ. Chiến tranh kết thúc, nhân dân hòa bình, thế giới an lạc. Ngưỡng mong Thế Tôn từ bi chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn quý vị. Bây giờ thầy xin dành thêm vài phút nữa để giải đáp những thắc mắc cho tất cả quý Phật tử ở trong hội trường này. Bây giờ xin mời quý vị chuẩn bị thêm một cái micro nữa ha. Quý vị thắc mắc thì giơ tay lên.
Rồi, xin mời con. Mô Phật. Thầy cho con xin có con có mấy cái điều thắc mắc mà con chưa hiểu. Mong thầy cũng hoan hỷ chia sẻ cho con hiểu biết, cũng như cho con hiểu biết cũng cho các quý vị Phật tử ở đây. Hôm nay ngài cũng có nhân duyên con mới đến đây để gặp thầy, để thầy nói lên cái lời mà như nãy thầy giảng về nghiệp sát á. Con có một cái băn khoăn, một cái khó xử như thế này nè thầy. Con hiện tại con làm bên y tế, bên cộng tác viên y tế ở ấp. Nhưng mà cái này là con cũng không có muốn. Nhưng mà về ở trên chỉ đạo, trên huyện, trên xã xuống á, thì mỗi một cái chiến dịch mà đem xuống với xã mà chỉ đạo xuống ấp cho con á, để đi tuyên truyền mà về sốt xuất huyết á thầy. Thì thầy nãy thầy có nói mà ví dụ mà giết lăng quăng á, con thì con không cố tình, nhưng mà đã trên đó kêu là cộng tác viên phải tuyên truyền rồi dọn dẹp và lưu hũ này kia nó úp hết, đừng cho mà đẻ trứng lăng quăng rồi có mũi này kia sẽ bệnh sốt xuất huyết. Nhưng mà con cũng đi niệm Phật nhiều, cũng nghe thầy giảng, nhưng mà con cũng hiểu khó xử như thế này là trong khi con cũng ăn chay này cũng được 4-5 năm rồi, nhưng mà bây giờ kêu con làm những cái chuyện đó mà nếu con không làm á thì nó cũng khó xử là trên đó. Tại sao tôi kêu con làm vậy mà con không làm, cũng như con không chấp hành, con hơi khó xử đó. Giờ xin thầy chia sẻ thì con phải làm cái nào cho nó dễ đổi đường. Cái câu này không có gì đâu mà tội lỗi khó xử, chủ trương nó đúng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng là đúng. Do đó mình giáo dục cho người dân làm sao đừng tạo ra những cơ hội cho muỗi nó đẻ trứng để sinh lăng quăng ha. Cái đó là cái quan trọng, cái cần làm, tức là làm sao để cho cái đời sống bình yên của cộng đồng nó được đưa lên hàng đầu, thì chúng ta đẩy mạnh tuyên truyền và giáo dục còn hơn là đi làm những cái điều đó. Làm sao cho người dân người ta thấy được cái tai hại của bệnh sốt xuất huyết, để người ta dọn dẹp môi trường, đừng để cho lưu hũ nước động tạo cái môi trường cho muỗi nó đẻ trứng, mình làm cái đó nó tốt hơn. Bây giờ mình không có đi làm, không có đấy thì đâu có ai đâu mà đi làm, phải không? Do đó mình phải vừa đi làm, vừa tuyên truyền, vừa dạy, vừa giáo dục cho người dân ý thức về sức khỏe cộng đồng, và nhất đó là sốt xuất huyết. Cho nên chuyện này cũng không có gì đâu quý vị, không có gì đâu mà băn khoăn. Chuyện đó là chuyện mình cần phải làm ha. Con nói câu thứ hai nữa là con có thằng rể của con á, nó tuổi Dậu, nhưng mà con tiểu tục của nó thì là nghịch, không có thượng thảo nhau lắm. Nhưng mà con thấy nó mà là mỗi lần đi làm chung với vợ nó mà đi còn ngủ mà nửa đêm 1-2 giờ khuya hay là 12 giờ khuya cũng vậy á, ai mà tới mà rủ nó đi là bắt chim bắt cá lên tới bù đăng bù đớp, chứ là ở đâu là nó bỏ vợ nó cự cạo mình nó đi bắt chim về. Thầy bây giờ hiện tại nhà nó cũng thấy quá trời chim nó đem về lòng, rồi có khi nó bắt cá thì không nó rộng vô để giết để nó ăn, mà nó không ăn để cho chết. Thì con không biết làm cách nào, con khuyên, con nói với vợ nó về nói nó khuyên gì đó. Con nói tạo nghiệp quá, xác này mốt kiếp sau khổ bệnh đau này kia, mà vợ nó nói nó cũng không. Theo như, cho con có lời nào để con nói sao mà để cho mà để con nói để nó nghe, đừng làm những chuyện gì nữa. Dạ, cảm ơn cô. Cô đừng có đặt nặng cái vấn đề tuổi Dậu, tuổi Tuất, tuổi gì hết đó nha. Mấy cái điều đó nó không có ảnh hưởng gì tới hợp với không hợp. Xin lỗi, đám cưới ai cũng đi chọn tuổi hợp mà về nhà 3 bữa cái cây lộn rồi. Thấy không? Hạp sao cây lộn? Đó, bây giờ quý vị xem lại coi những người mà hạp tuổi với mình có cây lộn với họ không? Thiếu gì? Nhưng mà vì mình nghĩ hạp cho mình không để ý. Còn ai mà mình có cái không hạp, nói một câu không phải cái mình nói tao không hạp với thằng này. Đó. Bây giờ như thế này, trở lại vấn đề con rể của cô thích tạo cái nghiệp sát sanh bắt chim bắt cá. Thầy nghĩ tốt nhất là dùng cái tình cảm của gia đình nói khuyên cho cái người con rể này những cái điều như sau. Thứ nhất là tạo cái nghiệp sát đó thì bản thân của cái người con rể này cũng sẽ gánh lấy cái nghiệp. Và cái thứ hai, nhu cầu của gia đình không có những cái niềm vui từ cái đau khổ của loài khác như vậy thì nên thương gia đình đi, đừng có làm như vậy. Còn thiếu gì cái niềm vui khác, mình khuyên can bằng cái tình cảm chân thật, nói nhẹ nhàng chứ đừng có nói dục chạc, đừng có la, đừng có hét, hoặc giả là đừng có triết lý nhiều, thì từ từ cái người con rể này sẽ nghe, sẽ hiểu. Thầy nghĩ bây giờ đó, con tìm nhiều cái đĩa mà nói về cái tai hại của sát sanh hại vật đó, mở ra rồi mình coi
rồi cái người con rể này cùng coi, cho dù cái anh chàng này không coi nhiều, coi một hai phần thì cũng sẽ thấy được cái tai hại của nghiệp sát sanh, thì dần dần cái anh này sẽ thay đổi thôi quý vị ha. Rồi thôi được rồi, để người khác hỏi lên đây nó sẽ không bị nhiễu sóng, cầm xuống dưới nó nhiễu sóng. Thưa thầy, nói rằng tất cả chúng sanh trong hư không cũng như trong tất cả pháp giới đều bình đẳng. Như vậy tại sao trên thế giới Tây Phương Cực Lạc lại chia ra làm chính phẩm? Thưa thầy, đã chia ra làm chính phẩm sao gọi là bình đẳng? Đó là điều mà con không hiểu, xin thầy vui lòng giải thích. Cô hiểu nó không có đúng rồi. Cô hiểu sai lời dạy của Đức Phật rồi. Tất cả chúng sanh trong cảnh giới này đều bình đẳng như nhau. Là bình đẳng về cái gì? Cô không hiểu. Bình đẳng về Phật tánh, tức là chúng sanh nào cũng có cái tánh Phật như nhau, cũng tham sống sợ chết như nhau, cũng biết vui biết buồn như nhau. Con gà nó cũng biết giống mình, con muỗi nó cũng biết như giống mình chứ. Cái bình đẳng nó giống nhau, và cái cảm thọ gì khổ đau, về hạnh phúc, về an lạc cũng giống như mình, đó cũng bình đẳng. Và nó cũng là một Đức Phật sẽ thành trong tương lai, dù đó là một con ruồi con muỗi. Mình với lại tất cả những con vật đó, những chúng sanh này bình đẳng về tánh Phật. Còn chính phẩm hoa sen ở cảnh giới Cực Lạc là nó tương xứng với lại công đức tu tập của những chúng sanh. Bây giờ cô làm bác sĩ thì lương tháng cô được mười mấy triệu, chứ cô bán vé số mà cô đợi tháng được 50 triệu sao được, phải không? Cũng đồng đi làm ra tiền, mà hễ làm ra tiền cái chúng sanh bình đẳng nhau, đâu có được, phải không? Đi bán rau thì nó có thu nhập của cái người bán rau, đi làm thầy giáo thì có thu nhập của người làm thầy giáo, đi làm giám đốc thì có thu nhập của giám đốc, làm thủ tướng thì có thu nhập của thủ tướng. Bây giờ cho cái lương ông thủ tướng bằng với cái lương chị bán rau, cho là bình đẳng, được không? Con hiểu sai rồi. Chính phẩm hoa sen là những phẩm cấp của những chúng sanh gieo công đức tu tập ở trong hiện tại bằng pháp môn niệm Phật. Công đức thế nào thì sẽ sanh về cái phẩm vị như thế đó. Nó tương xứng tùy theo trình độ tu tập của con người, hay nó đơn giản là công đức tu tập của mỗi người mà thác sanh về đó với những hóa sanh của hoa sen và chính phẩm khác nhau. Không có đem hai cái đó ghép vô làm một mà cho rằng thiếu bình đẳng ở Tây Phương là sai ha. A Di Đà Phật. Rồi xin mời quý vị phía sau đi lên trên này. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Đại Đức, con là Diệu Phước, con có cái thắc mắc gì? Thầy nói về phóng sanh, thí dụ như về phóng sanh như một cái đạo tràng nào đó, người ta phóng sanh khoảng 1.000 con chim, thí dụ đi, nhưng mà không có đủ số lượng chim, thành ra cái người chủ phải bắt thêm. Trong khi đó bắt thêm thì một ngày sau đó thì đem lại, chưa kịp phóng sanh thì những con chim nó bị què giò xích cẳng gì đó không biết, nhưng mà nó chết. Như vậy là cái người phóng sanh có được phước hay là có tội? A Di Đà Phật, cảm ơn thầy, xin thầy giải rõ cho con. Có cái đời nào mà đi suối người ta bắt chim để cho mình thả có phước không? Có không? Không có cái lý nào mà suối người ta đi làm tội lỗi để mình được cái phước từ cái tội lỗi đó. Cái này là phi lý. Cho nên khi đi phóng sanh, đơn cử là bác này nói đi thả chim, thì chúng ta gặp bao nhiêu con chim, chúng ta mua theo khả năng của mình. Nếu như khả năng mình nhiều hơn thì mình chờ khi khác mình mua, chứ không có chuyện mà đi đặt chim để suối người ta bắt. Trời ơi, cái gì mà ác ôn vậy? Suối người ta làm tội lỗi để mình có phước thì mình có phước không? Vui không? Giống như suối người ta. Này thầy phải đứng dậy mới được, tức quá. Suối người ta mà nghe làm những cái chuyện mà cực khổ, rồi mình á, hưởng thụ trên cái cực khổ đó là nó phi lý. Cái điều đó nó không có bền, không có chắc đâu. Cho nên câu hỏi của bác rất là thiết thực. Đi đặt chim, tức là suối người ta bắt, thì tốt nhất khỏi phóng sanh. Tức là mình khỏi suối người ta làm điều ác. Tại vì cái nghiệp sát là vì sao? Hoặc tự giết, hoặc suối bảo người khác giết, hoặc hay thấy người khác giết mình vui theo. Ba cái này tội bằng nhau.
bây giờ mình đi suối người ta bắt thì tốt nhất mình khỏi phóng sanh, khỏi suối, coi như khỏi tội, khỏi phước gì hết, phải không? Vừa đi phóng sanh cho rằng có phước, mà suối người khác bắt để người ta có tội, mà mình thì có phước, thì coi chừng mình còn bị tội trước cả cái thằng đi bắt chim nữa kìa, phải không quý vị? Cho nên gặp bao nhiêu mùa bấy nhiêu, không có đi đặt người ta bắt trước nó, rồi người ta bắt về rồi người ta đem thả đó, rồi nó sức chân sức cẳng như cô thấy đó không, rồi nó chết thì còn nguy hiểm không? Quý vị biết có một lần thầy đi về chùa, trời thầy buồn dễ sợ, có một Phật tử đó mua 1000 con chim mà chở từ Sài Gòn ra tới chùa thầy để đi 80 cây số để nhờ thầy chú nguyện thả cho có phước ra đó, nó chết 700-800 con. Trời ơi, thầy hỏi ôi luôn, thầy nói ai biểu bà làm chuyện tào lao bác xế vậy? Bà mua thì bà thả liền chứ đợi gì bà đem tới chùa cho tôi đi chú nguyện. Thầy bà thấy không, bà đem tới nơi tôi chưa chú nguyện nó chết hết 800 con rồi, ai chịu trách nhiệm? Nó trời làm thầy sợ gần chết, thầy sợ bị cộng nghiệp với 800 con chim đó, vì ông cho nên tôi chết. Thấy không, nó cũng oán hận. Cái gì mà vui dữ vậy? Thầy tạo nghiệp mà quý vị mừng à? Thầy mới la cho một trận tơi bời qua lá. Thầy nó không có nên làm như vậy, không có suối người ta bắt chim rồi đi đặt rồi đem chở tới, mình mua ở đâu mình thả liền ở một cái môi trường nào thuận tiện để cho nó có thể sống được. Quý vị chỉ cần dành một phút trước khi thả thôi, quý vị nói như thế này, trong cái đĩa phóng sanh thầy có hướng dẫn rồi, bây giờ thầy nói lại, chúng ta làm hai việc: một là chúng ta sám hối cho những con chim, hai là chúng ta quy y cho những con chim. Chúng ta sám hối cho nó bằng 4 câu: các ngươi xưa tạo bao ác nghiệp đều do vô thủy tham sân si từ thân miệng ý phát sanh ra, tất cả hôm nay các ngươi sám hối. Tức là mình hướng dẫn cho nó sám hối, xong rồi mình quy y cho nó: các ngươi hôm nay quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Chỉ cần nói điều đó 3 lần, tốn có 1 phút, rồi mở cửa cho nó bài. Chứ cần ở đâu mà đem tới cho ông thầy phải lá nhắm mắt liêm diêm tụng kinh, tụng xong xin lỗi nó cũng chết, khỏi cần phóng sanh. Nó chết rồi còn phóng gì nữa. Rồi thôi, cảm ơn cô. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng con có duyên lành được nghe giảng sư nói về bất nghiệp sát. Thì trước đây khoảng vài ngày con có về quê, ở vùng con thì là nhà thuốc nam, có một huynh thì là trồng thuốc, mà em con lại là người đi tự xịt. Thì nếu xịt thì các chú sâu, các sâu bọ đều bị chết. Cho nên em con thắc mắc hỏi chị ơi, nếu mà mình không xịt thì không có thuốc để cho hốt cho bà con, còn nếu xịt thì sâu bọ chết quá, rồi ý chị làm sao? Con thắc mắc thì con sợ là nghiệp sát, là cũng như là liên gián. Con nói tùy duyên, cho nên các huynh ở nhà và em con thì không đồng ý. Con hứa hôm nay bằng mọi giá sẽ hỏi đại đức cho con một lời khuyên. Dạ. Để con về trả lại lời về giúp các huynh ở nhà. Rồi, quý vị chứng kiến là cô nói câu này nói bằng mọi giá để hỏi phải không? Vậy thì thầy có quyền ra giá. Bây giờ theo quý vị thì giá bao nhiêu cho một lời giải đáp này? Nhiêu? Ghê không? Tự nhiên nó vô giá, tức là không có cắt bạc nào rồi. Con nói tùy duyên là chết chắc rồi, là cộng nghiệp rồi. Trồng cây thuốc với mục đích là cứu người, phải không? Mà trên cái thời gian mà trong cái giai đoạn trồng thuốc để cứu người mà lại đi xịt thuốc giết người, chứ không phải là giết mấy con nó đâu. Xịt thuốc là giết người đó, cái thuốc đó nó ngấm vô cây đó rồi cắt ra người ta uống người ta chết đó, chứ không phải mấy con nó chết đâu, phải không quý vị? Cho nên thầy nghĩ như thế này thôi, khỏi xịt thuốc cho mấy con nó chết không có gì hết. Chúng ta khi mà thu hoạch cái cây thuốc đó, chúng ta làm sao cho cái con đó nó đi, cái tá dược của nó vẫn còn nằm ở trong cái thân cây, chứ đâu có phải đợi tới ra cái lá đâu, phải không quý vị? Thầy có học thuốc nam nha. Tá dược nó có thể tụ lại ở rễ cây, thân cây và lá cây, nhưng mà biểu thì ra ngoài lá cây, biểu lộ ra ngoài lá cây là nó nhiều nhất. Và người ta luôn lầm tưởng rằng lá cây là lá thuốc, thực sự cái thân cây, cái rễ cây mới là chất thuốc nó nhiều nhất đó. Do đó cứ sử dụng cái thân cây
những con rầy con mò vậy đó, thôi kệ nó, chỗ nó ở mà, mày cứ ở đi, rồi khi thu hoạch á mình vũ mình đuổi mình phơi nắng vậy tự động nó đi thôi, chứ không có chuyện gì hết. Chứ đừng có nói tùy duyên. Đó, một người thì trồng thuốc để sát sanh là ông chồng, bà vợ đi xịt thuốc, coi như hai vợ chồng làm những cái việc mâu thuẫn đó, mà bà vợ thì lại cứ nghĩ rằng là ủng hộ ông chồng. Để có thuốc cứu người thì phải làm việc sát sanh. Xin lỗi, chưa chắc đâu, không có được như vậy. Cho nên thầy có nói với mấy người mà làm thuốc bắc đó, có những cái con cắt kè, con rắn, con này kia đó tẩm vô để làm thuốc á, tốt nhất là không cần. Quý vị biết cách đây 1,000+ năm, một vị vua rất nổi tiếng ở Trung Quốc là Lương Võ Đế. Lương Võ Đế xây dựng 72,000 ngôi chùa, ủng hộ bao nhiêu tăng ni tu tập. Quý vị xây được bao nhiêu chùa, công đức biết bao nhiêu, phải không? Nhưng mà khi gặp sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma hỏi có công đức gì không, ngài Bồ Đề Đạt Ma nói không. Là tại vì vua Lương Võ Đế chỉ phát tâm ủng hộ như thế thôi, nhưng mà không hướng về sự tu tập triệt để. Cho nên vua Lương Võ Đế, quý vị biết, bắt đầu mới phát tâm chân chánh bằng cách là ăn chay trường. Và trong cung của ông ta chỉ ở một góc phòng, và trong phòng chỉ kê một cái giường giống thầy tu thôi, không có cung phi mỹ nữ. 40+ tuổi thôi là ông chấm dứt cái chuyện phòng ốc của ông ta, không có sống giống như các vị đế vương khác. Và trong đó ông ta có ra một cái chiếu chỉ cho tất cả các quan lại hoàng thân quốc thích ăn chay niệm Phật, quy y thọ trì năm giới. Và ông ta ra một chiếu chỉ thẳng luôn cho những người làm thầy thuốc là không được sử dụng tất cả những cái con vật để làm thuốc. Cứu người mà lại đi giết chúng sanh là phi nhân quả, phi đạo lý. Đó, cho nên con đừng có tùy duyên như vậy nữa, nghe không? Rồi, cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật. Cô này cô nói nhà cô xa quá, mà cô có câu hỏi của trong gặp thầy hỏi, mà hồi giờ không cho câu hỏi, cô ấm ức. Nhà con ở đâu? Trời ơi, tưởng đâu nhà con ở Bạc Liêu, Cà Mau. Nhà con ở Dàm Sáng, Vịnh Tre. Thôi được rồi, đứng lên hỏi đi. Dạ thưa thầy, con có một người mẹ, nhưng mà mẹ con nói mẹ ăn chay thì mày đừng có cho tao ăn chay, mà con biết mẹ con thế nào sau này già cũng chết rồi. Con nói thôi, mẹ nói vậy thì tới chừng mẹ chết con cúng chay cho mẹ nghe. Mẹ nó cũng không được nữa, cúng chay mẹ cũng không ăn nữa, mẹ không có chịu ăn chay. Vậy rồi con nghe Phật nói là cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ chay, vậy con phải làm sao thưa thầy? Mô Phật. Câu hỏi này cũng hay, mang tính thời sự. Tức là mẹ con là không thích ăn chay đúng không? Mà con khuyên mẹ con ăn chay, nhất định mẹ con không chịu ăn. Mà còn ghê gớm hơn là trăn trối lại là sau này có chết cũng không được cúng chay, phải không? Thì con hỏi mẹ con chứ bà ăn món gì? Bà ra thực đơn đi, tôi đặt sẵn cho bà. Bà ăn bây giờ nè, chứ đợi tới chết rồi bà ăn sao được. Sống ở đây còn chưa ăn được, mà chết mà ăn là ăn cái gì? Phải không quý vị? Ở đây có hai vấn đề thầy sẽ bàn với lại con. Thứ nhất, về vấn đề mẹ con ăn chay, con đừng có khuyên cái kiểu đó, mẹ con bà ghét con, bà sợ. Ta già ta sắp chết mà con nói mẹ con thế nào cũng chết. Con nói kiểu đó bà sợ chết rồi sao bà ăn. Con chỉ nói đơn giản thôi, mẹ ơi, mẹ ăn thịt chúng sanh là mấy chục năm rồi, thì bây giờ mẹ ăn nữa thì nó cũng như vậy thôi. Cũng gà, cũng vịt, cũng thịt, cũng cá như vậy thôi, chứ không có gì hết. Chẳng lẽ là mẹ chọn cái cuộc sống của mẹ đi nuôi cá, đi chăn gà, chăn vịt hoài hay sao? Phải không? Thôi mẹ đổi cái đi bán vàng, đi bán gì để cho nó sang trọng hơn chút, cho nó khỏe. Con khuyên mẹ con bằng cách là con đem những cái đĩa thuyết pháp á cho mẹ con nghe về cái nghiệp quả ăn chay, để cho mẹ con thường xuyên suy nghĩ về ăn chay. Là chứ bây giờ con bắt bà là bà không chịu đâu, chính bà nghe bà sợ rồi bà dừng lại thì cái đó nó mới hay. Chứ còn ép bà ăn chay bà cũng ăn, mà bà bực bội bà ăn chay thì thôi, tội nghiệp bà lắm ha. Đó là cách mà thầy nghĩ là con có thể làm được, là khuyên mẹ con từ từ, chứ đừng có nói mẹ con bà mai mốt bà cũng chết rồi thôi bà ăn chay đi, chứ bà đừng có ăn mặn nữa, nói vậy bà nghe bà sợ lắm ha. Cái thứ hai về vấn đề cúng dỗ, theo quý vị mình cúng dỗ người thân mình có về ăn không? Nếu về ăn sao nó còn nguyên vậy? Nhưng mà tại sao mình lại phải cúng dỗ?
Đúng rồi, vì mình tưởng nhớ tới cái công ơn và cái tình, cái đức của cái người quá cố đó, cho nên mình nấu một mâm cơm, mình tưởng tượng như họ còn sống để mình gửi cái tấm lòng này đến với họ, chứ không phải là ăn. Không phải là ăn. Do đó con đừng có quan trọng với mẹ con nói là mai mốt cúng mặn, mai mốt con cúng chay, không lẽ là bà ngồi vậy bà nói con nhỏ kia mày không nghe lời tao. Phải không? Phải không quý vị? Nhiều người trong gia đình nói là đó ba con không có ăn chay, giờ cúng chay ba má con không ăn. Thật ra đâu có ai ăn đâu à. Mình cúng bằng cái lòng hiếu nghĩa của mình, mình tưởng nhớ đó mà mình sắp ra một mâm cơm, mình nghĩ rằng cha mẹ mình còn sống, cho nên hôm nay mình nấu một mâm cơm cho cha mẹ, cho ông bà mình ăn, để gọi là cái tình của mình. Theo quan điểm của đạo Phật, con người ta sau khi chết sẽ thọ thân trung ấm. Thân trung ấm này tuổi thọ có 49, sau 49 ngày sẽ đi thọ sanh. Thì như vậy mình cúng dỗ cha mẹ mình đó, cha mẹ mình có về ăn không? Đi đầu thai mất tiêu rồi, đất về ăn. Cho nên điều này chúng ta có thể khẳng định rằng cúng dỗ không phải là cúng cho người chết ăn, mà tưởng niệm tấm lòng của mình đối với lại nghĩa tình ân đức của người quá khứ. Đồng thời chúng ta dạy cho con cháu mình biết cách sống trong cuộc đời này bằng một cái phương pháp đạo đức mà nhân bản chỉ có ở người Á Đông, đó là nhớ ơn, biết ơn và đền ơn. Cho nên bây giờ con đừng nói nhiều về vấn đề ép mẹ con ăn chay. Mở đĩa cho mẹ con nghe, để mẹ con tự thấy tội nhiều rồi, bây giờ bớt lại. Rồi mẹ con nói gì thì cứ nói, con đừng có cãi. Rồi sau khi mà bà mãn phần rồi thì cái chuyện con cúng là chuyện của con, mà đâu có dính gì tới bà. Cái đó không có bất hiếu đâu con. Cái đó không có bất hiếu. Con nghe lời mẹ con để sát sanh hại vật, cái đó mới là đại bất hiếu nha con. Cái đại hiếu của đạo Phật không phải là cung phụng món ngon vật lạ cho cha mẹ không thiếu thứ gì, mà làm sao để giúp cho cha mẹ mình hiểu được nhân quả, nghiệp báo, để cha mẹ mình đừng tạo nghiệp nữa. Đó mới gọi là đạo đại hiếu. Chứ còn mình sát sanh hại vật để chiều theo cha mẹ ăn thì do lắm ăn cũng đừng kiếp ngượng trăm năm, xong rồi chịu khổ bao nhiêu kiếp, phải không? Mình giúp cho cha mẹ mình hiểu nhân quả, biết được giáo lý nghiệp báo, cha mẹ mình tu tập thì cha mẹ mình sẽ được an lạc đời này và nhiều đời về sau nữa. Đó gọi là đại báo hiếu. Thỉnh thầy hít sâu và thở dài để cho tụi con được tâm sự một chút về thầy, và cho con được đứng gần để lấy tiếng chứ không phải lấy hơi. Thưa với các Phật tử, kính bạch thầy, bây giờ chúng ta trong hội trường này thì chúng ta không gọi là Đại Đức Thích Thiện Thuận nữa, chúng ta không gọi là Thầy Thiện Thuận nữa, vì gọi như vậy thì cũng chưa đúng phép. Cho nên trong hội trường này hôm nay chúng ta gọi là thầy mình đi ha, để cho dễ nói, chúng ta dễ nói chuyện với nhau. Thưa với thầy, là đây là một cái tín hiệu đáng mừng so với lúc con làm chú tiểu ở tại ngôi chùa này. Bởi vì hồi thật đó Phật tử đi chùa cũng đông, vào chùa chen lắng với nhau để vô được thắp nhang lễ Phật, mà bản thân thầy là đứng gõ chuông. Còn hôm nay đây tại ngôi chùa này cũng giống như năm xưa, nhưng mà không có chen lắng, ngồi an tịnh nghe lời thầy giải kinh thuyết pháp. Đó là một cái tín hiệu mừng cho giới Phật giáo chúng ta. Bởi vì chỉ có các Phật tử nghe được lời dạy của Phật mà áp dụng tu tập á, thì mới có kết quả, có lợi ích thôi. Còn nhiều khi chúng ta thắp nhang, vô chùa thắp nhang lễ Phật mà chúng ta không hiểu lời Phật dạy thì không có tác dụng gì mấy. Thầy cũng xin góp ý hồi nãy, cái này cái hiểu, cách hiểu riêng tư của thầy thôi.
Hồi nãy thầy mình có giảng về cái ăn chay, lợi ích của ăn chay đó. Lợi ích của ăn chay theo bản thân thầy Hiền á, còn một cái lợi ích nữa mà có lẽ chắc thầy quên đó. Lợi ích đó là lợi ích về mặt kinh tế. Ăn chay sẽ dư tiền của hơn ăn cá thịt, đúng không quý vị? Ở trong đây có ai ăn chay dư tiền của không? Có không? Không có hả? Không có, thầy sẽ chỉ cho một người có. Có thiệt chứ không phải có giả đâu à. Bằng chứng là thầy ăn chay, thầy cắt được chùa, đúng không? Thầy cũng ăn chay, thầy cắt được chùa Bồ Đề này. Đó là thực tế. Không ăn chay sao dư tiền của để cắt chùa. Nếu mà hai thầy đây ăn mặn, cũng ăn ngon mặt đẹp như tất cả mọi người thì chắc không có chùa mọc lên. Tất cả các thầy nhờ ăn chay mặc đơn giản cho nên mới có được những ngôi chùa để các Phật tử tới lui chiêm bái. Còn bây giờ thì nãy chúng ta đã hứa với nhau rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về đời tư của thầy. Ở đây các Phật tử biết thầy sinh ra ở đâu không? Châu Đốc. Châu Đốc thì nó hơi rộng, nói hẹp lên chút nữa. Ngã ba nhà thờ hả? Ngã ba nhà thờ phải không? Ủa, ngã ba nhà thờ mà sao lại xuất gia theo Phật? Sao không đi làm cha mà lại đi làm thầy? Tại vì thấy thầy Hiền đi tu dễ thương quá cho nên thầy bắt chước đi tu theo thầy Bụ Hiền. Cho nên thầy không muốn làm cha mà vì muốn làm thầy, qua hình ảnh dễ thương của thầy Bụ Hiền là một chú tiểu ở ngôi chùa này. Thầy nói thiệt á, thầy Bụ Hiền xuất gia trước thầy nha. Mặc dù là sư cháu nhưng mà xuất gia trước thầy. Ở lúc đó thầy còn đi học phổ thông ở trên Châu Đốc á, thầy thấy thầy Bụ Hiền đạp xe đạp rất dễ thương, cho nên thầy tìm hiểu, cho nên một ngày không xa tôi sẽ như ông. Sinh ra và lớn lên ở ngã ba nhà thờ nhưng mà lại xuất gia học Phật, đó là một chuyện lạ, một chuyện lạ. Thầy cũng kể luôn, mặc dù thầy mình xuất gia sau thầy Hiền nhưng mà bạn của thầy á, bạn học của thầy á, lại là người đứng lớp dạy cho thầy năm lớp 11. Và sau khi thầy xuất gia, thầy cũng là thầy trực tiếp dạy thầy Hiền học đạo. Còn cái chuyện trước đó thì bỏ qua đi, mình lấy cái phần sau thôi. Đúng không quý vị? Nửa chữ, một chữ cũng là thầy mà nửa chữ cũng là thầy. Cho nên mình lấy cái phần sau là đủ rồi, cái phần trước mình bỏ. Sinh ra và lớn lên ở ngã ba nhà thờ nhưng mà vào chùa làm thầy là một chuyện lạ. Quý vị biết, có hiểu thầy tại sao thầy đi xuất gia, lý do nào thầy đi tu? Ở đây có ai biết không? Thầy mắc cười, thầy nói nhỏ, thầy nói đại, thầy thất tình. Không mà nếu mà cái người mà không phân tích á, nghe nói vậy cũng có lý đó. Bởi vì cái tuổi của thầy xuất gia là tuổi 18 đôi mươi mà. Tuổi đó là cái tuổi thất tình có đó chứ không phải đâu nha. Nhưng mà nếu mà đi sâu vào đời tư của thầy một chút thì cái tình đó là cái tình đẹp chứ không phải là cái tình xấu. Tình đó là tình vì tình mẫu tử. Từ bước chân vào đại học sư phạm mới năm đầu thì một cái tin xét, tin dữ đã làm cản trở cái bước đi học sư phạm của thầy là mẹ đã qua đời. Cho nên
ngẫm nghĩ về cái sự sống chết của người thân, và cụ thể là người mẹ của mình. Mà lúc đó thì chắc thầy cũng chưa hiểu gì đạo lý nhiều đâu, cho nên nghĩ đến cái cảnh đó thầy cảm thấy giác ngộ được cái lý vô thường mà lời Phật dạy. Cái kiếp con người ta sanh ra và lớn lên, rồi cái kết thúc của nó cũng đi vào cát bụi. Cho nên theo thầy á, thì thầy của chúng ta thì cảm nhận được cái lý đó, cho nên thầy phát nguyện xuất gia, và ngay giờ phút này ở tại đây, thầy của mình sinh ra ở ngã ba nhà thờ, không phải trở thành một ông cha mà là một ông thầy. Đi tu vì sự giác ngộ lý vô thường là hơn hết. Còn xung quanh thầy còn giác ngộ nhiều cái chuyện khác nữa, chứ không phải một lý vô thường. Nó có giác ngộ được nhiều câu chuyện, nhiều mẫu chuyện mà trong kinh Đức Phật dạy. Cho nên mới ngồi đây, mới cùng với các Phật tử, để nói cho các Phật tử nghe những lời Phật dạy. Cho nên giác ngộ được cái lý xuất gia theo Phật, đó là một cái điểm mà phải nói là trong cuộc đời này tất cả chúng ta đều trọng trân quý. Cho nên hôm nay đây, cũng tại nơi này, hàng năm cái nhân duyên mà thầy đã trở về đây, có các Phật tử văn tập về đây đông đảo như thế này để nghe lời thầy giảng dạy á, thì cái mục đích chính của thầy á, cái nhân duyên á, trùng trùng là từ một vị tổ sư của ngôi chùa Long Khánh đã nuôi dưỡng thầy của thầy, tức là sư ông, và sư là người trực tiếp để nuôi dưỡng thầy. Cho đến giờ phút này phải nói là cuộc đời thầy sáng lạng. Cho nên thầy về đây, chúng ta cũng hiểu rằng đó là cách báo hiếu cho thầy của mình, trong đó còn có mình. Và hơn thế nữa là chia sẻ với các Phật tử, chúng ta ở một cái miền quê cũng gọi là hơi xa xôi một chút. Hồi xưa thì chúng ta về đây không có qua cầu được đâu, chúng ta phải đi cầu ván gặp gần đó. Có những người Phật tử phải đi đò, đi xuồng đó. Cho nên nhân đây thầy cũng kêu gọi các Phật tử, chúng ta cố gắng sắp xếp công việc tại gia đình của mình, vào chúng ta trở về tại ngôi chùa mà sư ông, tức là thầy của thầy đã lớn lên, và khi ra Đại Tùng Lâm tu học thì nuôi dưỡng thầy khôn lớn. Chúng ta trở về đây để chúng ta nghe thầy truyền đạt cho chúng ta lại những lời Phật dạy, để chúng ta làm hành trang đi vào cuộc sống tu tập an lạc giải thoát. Bây giờ thì chúng ta có thể chắp tay, các vị có thể ngồi tại chỗ chắp tay, chúng ta một lòng thành kính hướng về Tam Bảo, Hòa Thượng Khai Sơn, hiện tiền thầy chúng ta, để nhất tâm cầu nguyện hồng ân chư Phật luôn gia hộ cho thầy sức khỏe dồi dào, đạo tâm vững chắc, để mỗi năm thầy trở về chốn tổ, đem giáo lý Phật Đà truyền trao lại cho hàng Phật tử chúng con,
để chúng con lấy đó làm hành trang đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích cho tự thân và tha nhân. Chúng con nguyện giác linh hòa thượng ân sư luôn gia hộ cho ngôi Phạm Vũ Long Khánh này mỗi ngày một quy hoàng tráng lệ, để đón thầy, đón Phật tử trở về đây tu học ngày một đông đảo hơn. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin cung thỉnh tất cả các Phật tử chúng ta đứng lên chắp tay trang nghiêm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều toàn thành Phật.